Nay là ngày 4 tháng 2 năm 2018. Tu thiền tập lần 4. Và tu thiền tập lần 4. Bữa nay chúng ta học cái bài đoạn tận các lậu hoặc. Đoạn tận các lậu hoặc. Trước hết chúng ta đi vô bài á, chúng ta tập các cái câu pháp niệm nha. Tức là ghi câu lại. Chuyến sau chúng ta sẽ niệm Phật nha. Thứ nhất là niệm Phật. Niệm Phật bằng tiếng Bali. Tiếng Bali. Chúng ta niệm Phật bằng tiếng Bali. Nam mô. Nam mô ta sa. Nam mô ta sa. Bha ga va tô. Bha ga va tô. A ga ha tô. Niệm Phật tiếng Bali. Bởi vì đọc đi bữa sau chúng ta niệm tiếng Bali nha. Đó, Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Rồi bây giờ chúng ta học câu thứ hai là câu hồi hướng. Hồi hướng tiếng Bali. Hướng tiếng Bali. Hồi hướng tiếng Bali. Y đằng. Y đằng nô nha. Y đằng nô nha. Ti nằng hô tú. Su kita. Su kita. Hon tu nha. Ta yo. Y đằng nô nha. Ti nằng hô tú. Su kita. Hon tu nha. Ta yo. Dạy học đi, rồi chút xíu chúng ta mời hồi hướng, ta hồi hướng tiếng Bali. Tại vì chúng ta học thiền tập của mình là thiền Vipassana. Thiền Vipassana dịch ra là minh sát tuệ. Minh sát tuệ thì cái thiền tập chúng ta học từ trong kinh điển Bali và tiếng Sanskrit là tiếng vào thời Đức Phật, cái tập kinh điển đó. Quý vị ở dưới chúng ta nhìn thấy không? Rồi thấy đoạn rồi không? Chúng ta đọc ha. Đọc theo thầy. Nam mô tassa. Bha ga va tô. Bha ga va tô. Arahato. Arahato. Samma. Samma Samput Samput Hasa Dhasa Dhasa Hasa Dhasa Dhasa. Rồi Y đằng. Y đằng. Nô nhá. Nô nhá. Y đằng. Y đằng. Nô nhá. Y đằng nô nhá. Ti nằng. Ti nằng. Ti nằng. Ti nằng. Hô tú. Hô tú. Ti nằng hô tú. Sukita. Sukita.
Sukita. Ontunya. 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 Tayo. 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 Cái chữ M dấu nặng này nè, đọc như là N, nó gần giống như N. Còn cái chữ N mà có dấu ngã trên đọc thành chữ nhờ. À, tiếng Bali á, nhá, chữ này là chữ nhá nè. Thấy không? Rồi, y đăng. Y đăng nô nha. Ti năng hô tu. Sukita. On tu nha ta vô. Đọc lại nè. Y đăng nô nha. Ti năng hô tu. Sukita on tu nha ta vô. Sukita on tu nha ta vô. Sukita on tu nha ta vô. Rồi giờ đọc lại từ đầu nè. Y đằng nô nha. Y đằng nô nha. Y đằng nô nha. Ti năng hô tu. Ti năng hô tu. Sukita on tu nha ta vô. Sukita on tu nha ta vô. Giờ niệm lại ha, luôn luôn ha. Y năng nô nha, ti năng hô tu, Sukita on tu nha ta vô. Còn cái dần điệu lên chút xíu thôi ha. Y đằng nô nha, ti năng hô tu, Sukita on tu nha ta nhu. Y đằng nô nha, ti năng hô tu, Sukita on tu nha ta nhu. Được được rồi đó. Giờ qua Ấn Độ là à, đọc mấy câu này được nữa nha. Bắt đầu từ trên nè. Nam mô ta sa bà ha ga va tu. A ga ha tu sam ma sam bút ha sa. Nam mô ta sa bà ha ga va tu. Agahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato agahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato agahato samma sambuddhassa. Idang no nya. Ti năng hô tu Sukita on tu nha ta vô. Y đằng nô nha, ti năng hô tu Sukita on tu nha ta vô. Nhắm mắt lại nè, bây giờ nhắm mắt lại đừng có coi nha, bắt đầu niệm Phật nè. Nam mô ta sa bhagavato agahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato agahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato agahato samma sambuddhassa. Đó mới vô nha, được chưa? Được phải không? Bắt đầu hồi hướng nè ha. Thay vì nguyện đem công đức này mình hồi hướng câu này nha. Y đằng nô nha, ti năng hô tu Sukita on tu nha ta vô. Y đằng nô nha, ti năng hô tu Sukita on tu nha ta vô. Y đằng nô nha, ti năng hô tu Sukita on tu nha ta vô. Được chưa? Cho anh chàng pháo tay đi. Bữa nay biết Bali nha, bắt đầu học thuộc lòng nha, thuộc lòng về lắm nhắm 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 nhắm
nhảm, nói nhảm hoài. Ghét thuộc ha. Cái gì đó mình cứ lặp đi lặp lại, đi đứng nằm ngồi cứ nhảm hoài, hồi thuộc, ngày một thuộc. Đầu đó, đi vô qua bữa sau á, đầu năm vô, ta niệm Phật bằng tiếng Bali, và hồi hướng xong cũng bằng tiếng Bali. Nha. Như vậy á, thì là mình cũng được biết thêm thứ tiếng, gọi là biết tiếng Bali. Thôi ai biết tiếng Bali có hai câu thôi. Câu quá, niệm Phật. Mà quý vị mà qua Thái Lan nha, qua Lào, qua Campuchia mà đọc cái này thôi, đồ ăn mệt xỉu. Nghe không? Đọc đó người ta nói Trung Hệ. Nghe không? Qua là Sri Lanka nè, qua là Myanmar nè, qua Lào nè, Thái Lan nè, Campuchia nè, đó cứ là Nam Mô Tát Sa Ma Ha Tô Ha Ga Tô Sa Ma Sa Bụt Ha Sa Gặp Ma Cứ Sa gì nè. Ôi ơi, là ngon lành liền, không bao giờ đói. Cái mình được hai câu nha. Cái lâu lâu cái mình học câu Bali, lâu học câu Bali nha. Học câu Bali ví dụ như nguyện Phật, mình tán thán Phật, câu tán thán Pháp, câu tán thán Tăng, rồi nguyện Phật. Lâu lâu mình học câu cho thuộc chứ thấy à. Lâu học câu thuộc, đầu mình lên mình song ngữ. Mình Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Ta Sa Ma Ga Tô Ga Tô Sa Ma Sa Bụt Ha Sa, Nam Mô Bổn Sư. Đó, mình cứ niệm song ngữ vậy ha. Thấy không? Cái vị nào mà hộ pháp của Việt Nam nghe được tiếng Việt, vị nào hộ pháp của bên Bali nghe được tiếng Bali. Ví dụ như hộ pháp bên Ấn Độ á, đâu mình bảo cái là mình niệm cái là nghe được tiếng nào cái là mình dính hết à. Nào không có. Như vậy thì bữa nay chúng ta học cái đoạn tận các lậu hoặc. Quý vị biết được là các lậu hoặc. Lậu là gì? Cái chữ lậu á, chữ lậu có nghĩa là rỉ lại á, chữ lậu là rỉ ra, chữ lậu là rỉ, rỉ ra. Nên á trong cái bệnh lý cũng vậy nè, bệnh nào mà chính chữ lậu á nghĩa là nó chảy nước ra, ta gọi là lậu. Ví dụ như mà cơ thể mình cái gì mà chảy nước ra gọi là lậu. Còn mà nó ngưng lại á thì ta gọi là cố sáp. Cố sáp làm cho nó ngưng lại, ngưng cái lậu này lại. Thì cái chữ lậu này là tiếng Hán. Về bệnh lý thì nó có nghĩa riêng, về Phật học có nghĩa riêng. Lậu ra nó rỉ lại, ý nghĩa nói á là mình còn sanh y. Chữ lậu là còn sanh y. Để chúng ta dùng cái từ ngữ của Phật Pháp là còn sanh y, tức là còn sanh tử. Này là còn sanh tử, sanh tử, still là vẫn còn sanh tử, tức là mình còn sanh tử liên hồi, tức là còn lặp lại, còn rỉ lại. Như vậy thì cái lậu này là cái nguyên nhân để mình rỉ lại, mình lặp lại mà còn sanh tử. Còn sanh, còn tử thì còn già, còn bệnh, còn chết. Còn già, còn bệnh, còn chết. Có ai già vui không? Có ai bệnh nó bệnh vui quá không? Có ai chết đám ma nào thấy người ta cười hả hả không? Có gì không? Như vậy thì còn sanh thì còn già bệnh chết. Còn già bệnh chết có nghĩa là còn khổ. Tại sanh, tại khổ, tại sầu. Đó, trong cái đoạn thì viết á, tái gì làm thay ma đó. Quý vị đọc nguyên cái bài mà thầy soạn tụng đó đó nha, là cũng tâm huyết lắm đó. Tuy là chưa có hay thôi, tại vì nhanh quá. Thầy soạn có ngày, ngày mấy? Ngày à? Mà không được ngày nữa, bữa ít vậy đó. Nên đó là, nhưng mà cái sự tâm quyết. Ví dụ quý vị thấy mấy cái bài hát không? Bài hát hay thường thường ta viết có chút xíu à. Cái bài hát nổi tiếng không á, làm ta viết có chút xíu nó ra bài đó, vậy mà bài đó nó nổi tiếng nó hay. Còn nhầm khi nghỉ 4 năm tháng, 4 năm năm viết ra bài chết quá. Vì cái đó là cái cảm xúc, nó nằm tới cảm xúc. Chứ không phải nói là cái này mất công à, tôi soạn 10 năm nè, nên là phải học nó hay lắm. Chưa chắc đâu. Nhầm khi người ta chọn chỉ có tiếng hồ thôi mà nó hay hơn cả 10 năm. Cái đó là tùy vào cái cảm xúc, tùy vào sự thâm nhập của mình. Nhất là bài hát cũng vậy nữa, bài thơ cũng vậy nữa. Nhầm khi nghĩ ra thơ, có ông thầy ổng dạy văn học, thầy ở trên trường đại học á, này trùm gì văn học chứ lắm đó. Có gì ổng làm bài thơ có 4 câu mà, bài thơ con sên bò.
con sinh bò ngang, sinh bò dọc, sinh lắc ngang gì đó không biết, ông làm tiếng Nga. Xong cái ông chuyển thể qua tiếng Việt, ông giỏi tiếng Nga lắm, à, tiếng Nga, tiếng Russian á. À, tiếng Nga là tiếng Russian. Tức là ông rất là giỏi tiếng này, mà ông có chữ hoài, ông làm hoài không được. À, con sên nó bò chậm chậm á, mà ông không biết con sên nó bò chậm chậm, ông dùng cái từ gì, ông lại dùng từ gì nó cũng không hay hết trơn á. Con sên, ông tả gì con ốc sên, mà nó bò chậm chậm, chậm chậm, chậm chậm, bò từ từ đó. Ông lẽ bài thơ con sên bò từ từ, sao nghe đúng cũng được. Con sên bò chậm chậm cũng không được, con sên chậm rề rề cũng không được. Nói chung là ông tìm hoài không ra. Vậy mà ông mất, ông nghĩ cái từ mà con sên bò chậm chậm cho nó hay không đó, ông phải mất 20 năm. Ông là nghĩ 20 năm nghĩ chưa ra cái từ đó. Cái đó lúc mà ông đưa cho thầy một cái quyển kêu thầy dịch 5 cái bài thơ của các cái nhà thơ lớn trên thế giới để in ra một cái tập thơ, tức là những tuyệt tác của nhân loại về thơ đó, thì thầy lấy 3 cái bài của Lý Bạch, thầy lấy 2 bài Lý Bạch, lấy 2 bài của Đỗ Phủ, lấy 1 bài của Đào Tiềm đó, thầy dịch ra mà không biết giờ ông in chưa, không biết nữa. Ông là cho người là in vài bài đó, mà riêng thầy dịch ông in 5 bài. À, thầy in hai cái, thầy dịch 2 cái bài thơ của Lý Bạch, 2 bài thơ của Đỗ Phủ, 1 bài thơ của Đào Tiềm. Nè, thầy lấy nhân vật nổi tiếng không à. Dịch ra đó, như vậy thì ông mất 20 năm mà ông làm chưa xong cái bài thơ có 4 câu à. Ông là không có từ, ông thay thế như vậy không? Nói gì 20 năm chưa chắc làm bài thơ hay, nhưng mà nhầm khi trong lúc á có chút xíu thôi, à, ta làm bài thơ hay. Như viết thánh ca, ông viết có, ta viết có nửa tiếng, cái ông viết thánh ca, ta lấy ta làm. Hoặc là ông viết những cái tác phẩm nổi tiếng á, nhầm khi ta viết nhanh lắm, là nó ra được cái bài rất là hay. À, như vậy á, lậu có nghĩa là rỉ ra, à, rỉ ra tức là đang nói tới cái này nè, cái mà được gọi là lậu nè. À, thì nó sẽ là cái nguyên nhân để đi đến sanh tử. Mà có sanh thì có già, có bệnh, có chết, có khổ. Vì ông là nguyên nhân của khổ, hiểu không? Lậu là nguyên nhân để gây ra khổ. Như vậy chúng ta muốn hết khổ, mình muốn á, muốn gì? Muốn hết khổ. Khổ quá, khổ ai mà không muốn hết. À, muốn hết khổ. À, quý vị, muốn hết khổ, chúng ta thấy khổ đâu chúng ta đi trốn, trốn khổ cho nó hết khổ. Ví dụ như ở đây chiến tranh khổ, mình đi ra chỗ không có chiến tranh nó hết khổ, thấy không? Ví dụ như đói nó khổ, mình đi kiếm chiều chỗ nào mà đám tiệc rồi đó, không lẽ đám mình đi vô ăn ta không cho, thấy không? Ai kêu tôi đó, có tôi đây cái nó hết khổ, đúng không? Chỗ nào á, lạnh quá mình đi lại cái xứ nóng thì nó hết khổ, vậy thôi. À, như vậy thì chúng ta đi trốn khổ, trốn khổ. Đây là một cái biện pháp mà người thế gian mình hay sử dụng nè, à, trốn khổ. Cái người đó làm cho mình khổ quá mình trốn, à, không gặp nữa, mình trốn, đó là trốn khổ. Cái gì? Như vậy thì lậu hoặc, à, lậu hoặc nó đến, mình trốn lậu hoặc, à, trốn lậu hoặc đi, nó không hết khổ. Quý vị hiểu không? Như vậy thì mình trốn nó, gọi là hết khổ. Nhưng mà khổ nó không phải là nằm ở bên ngoài để cho mình trốn. Ví dụ như mình nói á, nóng quá làm cho mình khổ, vì thì cái nóng đó bên ngoài nó tác dụng vào mình để làm cho mình khổ. Cái ông này làm cho mình khổ, ông đó không tác dụng lên mình làm cho mình khổ. Tức đang nói tới hoàn cảnh gây khổ. Hoàn cảnh à, gây cho chúng ta khổ. Như vậy á, thì cái hoàn cảnh gây mình khổ mình mới trốn. Trốn có nghĩa là cái đối tượng gây cho mình khổ là cái đối tượng nó ở bên ngoài mình, nó là đối tượng của mình. À, quý vị, thì cái gây khổ nó có 2 tác nhân. Một á, là cái hoàn cảnh nó gây khổ phía bên ngoài. Hai là nội tại gây khổ. Nội tại à, gây khổ. Nội tại gây khổ là nằm ở trong người của mình. Như vậy á, thì hoàn cảnh gây khổ và nội tại gây khổ. Khi mà chúng ta tác ý là mình trốn khổ, có nghĩa là mình trốn cái hoàn cảnh. Còn ở trong người mình trốn ở đâu? À, nội tại gây khổ thì là trốn ở đâu? À, hiểu không?
Như vậy nội tại gây khổ ở phía bên trong mình không thể trốn, nhưng mà lậu hoặc nó thuộc về nội tại gây khổ. Lậu hoặc nó không thuộc về hoàn cảnh gây khổ, nên đừng bao giờ trốn. Trốn đường trời à, nó nằm ở tâm chấp thủ uẩn của mình á. Nó nằm ở tâm chấp, năm uẩn. Vậy thì nằm ở trong tâm của mình, trốn đi đâu? Có nghĩa là chúng ta không thể trốn lậu hoặc. Tại vì lậu hoặc nó nằm trong tâm của chính mình, nên chúng ta không có chọn một phương án là trốn lậu hoặc, mà chúng ta chọn phương án là đoạn tận. Kinh Phật, đoạn tận. Chúng ta chọn phương án đoạn tận. Đoạn là cắt, chữ đoạn á là cắt đứt. Chữ tận là không dư tàn, tức là mình cắt đứt, nó không còn quay hoài lại nữa, nên được gọi là đoạn tận. Mà lậu hoặc là gì? Lậu hoặc là nguyên nhân của gây ra sanh tử luân hồi. Như vậy thì chúng ta đoạn tận lậu hoặc có nghĩa là chúng ta không sanh tử luân hồi. Mà lậu hoặc là nguyên nhân gây ra đau khổ chúng ta, đoạn tận lậu hoặc thì chúng ta sẽ hết đau hết khổ. Quý vị hiểu cái này chưa? Vậy thì lậu hoặc là gì? Nãy giờ mình giới thiệu sơ sơ nhưng chưa biết ổng là gì chứ. Bây giờ á, mình vô số 1. Lậu hoặc là cái gì? Như vậy á, mình một lậu hoặc là cái gì? Là cái gì? Bây giờ ví dụ trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy tác ý tạo thành nghiệp. Nghiệp thì gọi là hành nghiệp. Cái hành nghiệp này nè, nó dẫn thức ấm đi sanh tử. Khi mà mình chết đi đó thì mình còn thức ấm và nghiệp sau chết đó. Sau chết còn thức ấm và nghiệp. Và chính ông nghiệp này, ông dẫn mình đi sanh tử luân hồi. Nghiệp này nó có một cái sức mạnh gọi là lực, gọi là nghiệp lực, dẫn đi sanh tử luân hồi. Vậy thì cái gì tạo nghiệp? Cái gì tạo nên nghiệp? Tùy vào loài chúng sanh mà tạo nghiệp một cách khác nhau. Đối với con người, con người á thì tạo nghiệp bởi hành nghiệp thân, khẩu, ý. Con người tạo nghiệp bởi hành nghiệp thân, khẩu, ý. Như vậy á, cái thân mình nhúc nhích tạo nên nghiệp. Nghiệp nó có 3 loại. Nghiệp nó có 3. Thiện, ác, không thiện, không ác. Vậy thì thân, khẩu, ý tạo thành 9 cái loại, đúng không? Thân có 3, khẩu có 3, ý có 3, nhân lên thành 9. Thân, khẩu, ý tạo nghiệp. Mà nghiệp nó có 3 loại là nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Lời nói thiện, lời nói không thiện, không ác, lời nói ác. Rồi thân này thân thiện, thân không thiện, không ác, thân ác. Rồi ý, ý thiện, ý ác, ý không thiện, không ác. Nhân lên thành 9. Quý vị biết tại sao có củ phẩm đài sen chưa? Có số 9 đó. Như vậy thì cái đó là 9 cái từng mức mà ông ta tạo. Như vậy á, là nghiệp có nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Mà nghiệp nó đi qua thân khẩu ý của mình. Như vậy thì cái dẫn đi sanh tử luân hồi đó chính là nghiệp.
Như vậy thì nghiệp là do thân khẩu ý. Nếu nghiệp do thân, mình lấy cái cây mình đập cho nát cái thân này đi, nó hết tạo nghiệp. Nghiệp do miệng, tán cho nó tét cái miệng đi, nó banh cái miệng đi, nó hết tạo. Dán băng keo luôn và hết tạo. Đúng rồi, nghiệp nè, do nghiệp, do miệng nó tạo. Đúng không? Nghiệp do thân nó tạo, nghiệp do ý nó tạo ha. Lấy cây đập cho banh cái ý. Nó hết, hết tạo nghiệp đó quý vị. Vậy thì thân khẩu ý tạo nghiệp. Nhưng mình muốn làm gì đó thì mình phải có gì. Bây giờ thứ nhất là muốn làm, muốn làm phải có suy nghĩ phải không? Có ai làm không suy nghĩ không? Chỉ có suy nghĩ tầm bậy và suy nghĩ đúng thôi, chứ không bao giờ không có suy nghĩ. Người ta nói là làm không có suy nghĩ, có nghĩa là người đó làm mà suy nghĩ tầm bậy đó. Người ta mới nói là làm không có suy nghĩ, tức là không có suy nghĩ chín chắn, thì nó đúng hơn là không có suy nghĩ. Cái người làm không có suy nghĩ chín chắn, chứ không có nghĩa là người đó làm không có suy nghĩ gì hết trơn. Người đó là làm đó, muốn làm thì phải có suy nghĩ. Muốn làm á thì chúng ta phải có suy nghĩ. Suy nghĩ. Mà quý vị biết suy nghĩ là cái gì của ngũ uẩn không? Là hành đấy. Muốn làm chúng ta phải có hành nghiệp, có ý. Không? Như vậy là muốn làm. Mà làm này là gì? Làm là thân, đúng chưa? Làm nó thuộc về thân. Thân nhưng mà phải có cái ý hành, tức là có cái hành nó chen vào. Rồi bây giờ á, muốn nói nói nó thuộc về gì? Nó thuộc về khẩu. Nhưng mà có người nào tự nhiên nói không? Phải có suy nghĩ. Không? Nói phải có suy nghĩ. Suy nghĩ. Vậy suy nghĩ thuộc về gì? Thuộc về hành. Suy nghĩ thuộc về hành. Hành uẩn á, suy nghĩ thuộc về hành. Rồi bây giờ á, nghĩ. Ý nghĩ của mình á, ý nghĩ, bây giờ ví dụ nha, tôi muốn nghĩ đi ăn trộm. Tôi muốn đi ăn trộm. Cái muốn mình ấy, muốn mình đi ăn trộm hả? Bắt đầu mình sẽ nghĩ cách ăn trộm. Ăn trộm bây giờ nhà nó cao quá thì mình dùng dây mình leo. Trên máy bay mình nhảy dù xuống ăn trộm trên nóc nhà. Tức là người ta, quý vị đừng có cười nha. Mấy cái phim á, mình ăn trộm ngọc bích đâu đó, ăn trộm kim cương là nhảy dù từ máy bay đu xuống không đó. Chứ đừng có nói, nghe nói mà nhảy dù, cái đó là ăn trộm, ăn trộm đẳng cấp. Đó. Quý vị đi tìm cái cuốn này nè xem. Nếu còn có ngày mai. Nếu còn có ngày mai. Quyển sách rất hay, nói về ăn trộm chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế. Chứ không ăn trộm thường thường đó, triển lãm gì mà chưa ăn trộm được đó. Quý vị, 3-4 vòng rào, rồi dây kẽm, rồi á, nào là alarm báo tự động, báo trộm nha. Rồi nào là tia hồng ngoại, tia tử ngoại. Vậy mà có cái cặp này lấy được hết. Đó, quý vị, đó mới gọi là đẳng cấp chứ. Cái tác phẩm đó gọi là tác phẩm Nếu Còn Có Ngày Mai. Coi đi. Rồi như vậy chúng ta nghĩ, chúng ta nghĩ cách để ăn trộm, chúng ta nghĩ cách để mà nói, chúng ta nghĩ cách để mà làm. Như vậy cái ý nghĩ này, muốn có ý nghĩ, không phải tự nhiên nó nghĩ, mà nó không phải tự nhiên nó nghĩ, nó phải có cái gì nó mới nghĩ, chứ không có cái gì nó không có nghĩ. Mà thằng ý nghĩ này, đây là ý nghĩ nè, là suy nghĩ nè, là suy nghĩ nè. Vậy thì mình nói á, là mình suy nghĩ, mình làm là mình suy nghĩ. Mà không phải là tự nhiên có cái ông nghĩ này, tự nhiên nghĩ điên cấp người ta. Đâu có tự nhiên, mà tại vì mình tham. Tại vì mình tham của, tự nhiên bỏ vợ nhà đi có vợ bé à. Nghĩ ra cách là có vợ bé làm sao, nuôi sao, ăn sao, ở sao, giấu bà vợ làm sao. Dần dần đó là ý nghĩ đó. Đâu phải tự nhiên có ý nghĩ đó, là tại vì người ta tham ái. Quý vị hiểu không? Bây giờ á, Lý Mặt Sầu cầm cái gươm đi, gặp cái ông bộ đâu giết đó. Quý vị hiểu không? Bà nghĩ là ông đó đi, bữa nay biết ông đó là đi ngang đây thì phải chặn đường như thế nào. Bắt đầu ta nghĩ trước cái cách để mà ta đối phó mà.
chặn đường thế nào, rồi đi tìm ổng giết ổng thế nào, thì lẫn quẩn ý nghĩ đó trong đầu riết nó bạc đầu đó. Nên hành nghiệp nhiều thì tóc bạc sớm. Nên người nào mà suy nghĩ nhiều là nói thầm nhiều ở trong tâm, rồi tính toán so đo nhiều, tóc bạc trắng nó dính tới cái thân của mình. Như vậy đâu phải tự nhiên ta nghĩ. Vậy thì đâu phải tự nhiên ta nghĩ cái cách mà hại người khác, đúng không? Vậy thì do lòng sân hận. Sân và hận thù. Sân và hận thù. Bây giờ ví dụ như thôi chút tôi về tôi ghé cái quán nào nó ngon ngon nha, bún mà bò mà để bò còn hai cái trứng nữa ha, còn bẻ rau mà rau tươi xanh ha, còn tương ớt tương cà nữa nha. Bắt đầu mình suy nghĩ mà như vậy thì mình muốn suy nghĩ ăn ngon đó, đâu phải tự nhiên mình suy nghĩ, là tại vì muốn ăn. Vậy thì gọi là dục. Dục là muốn ăn đó. Như vậy á thì là mình tham của nè, mình tham ái nè, mình sân giận nè, mình dục nè, mình mới nghĩ chứ không phải là tự nhiên nghĩ. Hiểu không? Mà khi chúng ta nghĩ, chúng ta nói, chúng ta làm, nó tạo thành nghiệp. Nó tạo thành nghiệp. Nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi thì u bi khổ não. U bi khổ não. Vậy thì nói làm chi, nghĩ làm chi, làm chi mà cuối cùng bị sầu thương quán giận, sầu thương khổ não. Như vậy mà hàng ngày mình làm đó, tin không? Hàng ngày, hàng giây, nhiều đời, nhiều kiếp, lũy kiếp, tới giờ mình làm để cuối cùng mình khổ. Tại sao? Tại vì vô minh, không có biết. Hiểu không? Tại vì vô minh. Tại vì vô minh, không có biết. Hiểu không? Chứ biết ai làm. Nếu biết rằng suy nghĩ sẽ đọa địa ngục, nếu nghĩ ác, không ai dám suy nghĩ rằng mình muốn xuống địa ngục không? Nếu suy nghĩ để đọa làm ngã quỷ, suy nghĩ ác, mình có dám không? Nếu suy nghĩ để mà đọa thành súc sanh, mình có muốn làm con trâu, bò, con dê, con chó không? Không muốn phải không? Thì tại sao lại suy nghĩ ác? Chi? Có gì? Như vậy thì đó gọi là vô minh. Do không có biết nên mới làm vậy, không mới biết mới nói vậy, không mới biết, không có biết nên mới nghĩ như vậy. Như vậy thuộc về là người ta bị vô minh. Như vậy thì hồi nãy chúng ta nói là nghiệp là do thân, là do khẩu, là do ý nghĩ, đúng không? Nghiệp do thân, do khẩu, do ý. Vậy thì thằng làm là thân này nè, nghiệp nè là do ý nó suối. Mình quánh thân muốn chết luôn. Thân nói, nó suối tôi chứ tôi đâu có muốn làm đâu. Nó kêu tôi làm, nó suối. Nghĩ mình á, nó suối với anh chồng. Đang miệng nói bị ta giả miệng muốn chết luôn. Là trời, nó suối tôi nói chứ tôi có nói đâu, giả tôi. Nghe không? Ông nói rõ ràng, ông chói hả? Là nó kêu tôi. Nó không có suy nghĩ sao nói. Suy nghĩ tao nói rằng, tao nói cho câu nào nó nặng nhất nè. Tao nói một câu cho mày dãy tê tê nè. Bắt đầu suy nghĩ không? Là suy nghĩ ác, nói dội dội tê tê là biết cái người này mà nói một câu chạm tới trái tim cái là dậy tê tê liền. Có gì không? Bắt đầu mới tìm cái câu nào cho nó độc nhất, cho nó ghê gớm nhất, nói như cái lưỡi dao bào mà cắt ngang cái thân của người ta vậy đó mới nói, chứ còn nói bình thường không nói. Cái đó là phải có suy nghĩ mới có chọn lựa nha. 100 cái từ tôi chọn một cái từ nói cho nó học máu. Có hiểu không? Tức là cái sân hận nó nổi lên, nó can thiệp phía bên trong đó. Vậy là ý nghĩ. Như vậy thì cái làm là do thằng ý nó sai, cái nói là do thằng ý nó sai, nó sai xử, sai khiến, nó ra lệnh. Và thằng ý là do tham ái, tham của, sân giận, dục, vô minh nó sai. Hiểu không? Chứ đâu phải tự nhiên nghĩ. Đâu phải tự nhiên nghĩ giết người ta, tự nhiên nghĩ hại người ta. Đâu phải tự nhiên nghĩ tới ăn ngon, nghĩ tới mặt đẹp đâu đấy. Đâu phải tự nhiên là nghĩ đón đường ta đánh đâu, vân vân. Đâu phải nghĩ tự nhiên cái lừa đảo. Đâu phải tự nhiên kêu ông số đề vô đánh tham tiền. Đâu phải tự nhiên. Đâu phải tự nhiên. Ông không tham tiền không bao giờ đánh số. Không hiểu không? Cái này không nói tốt xấu, nhưng chúng ta nói tới cái nguyên nhân để đi đến hành động và ý nghĩ mà thôi. Như vậy là do ba cái ông này, 4, 5, 6 cái ông này ở với đây.
mà cái ông này được Đức Phật thống kê lại, đó là gồm ba thứ, đó là dục, hữu và vô minh. Ba ông này kèm chữ ngoài sau đó là chữ lậu. Thì ba cái ông này được gọi là lậu hoặc. Lậu hoặc gồm có ba thứ dục đấy. Dục nè, tham nè, đó là dục tham đó, là tham ái. Còn sân, giận, ghét, ghen này nọ gọi là hữu. Hữu tức là có đó. Trong tâm có đó không? Có không? Có hữu á. Như vậy là gọi hữu lậu. Còn cái mình không biết á thì gọi là vô minh lậu. Như vậy mình nói, cái lời nói của mình nói á, nó phải qua hai cái ông chủ. Ông chủ thứ nhất ra lệnh nói là ý nghĩ. Ông chủ thứ hai ra lệnh cho mày nghĩ, đó là lậu hoặc. Quý vị hiểu không? Như vậy thì Đức Phật Ngài đã chia nguyên tới cùng cái gì làm cho mình khổ. Cái làm cho mình khổ là nghiệp. Mà cái gì tạo nghiệp là do thân khẩu ý. Cái gì á là cho thân làm là ý nghĩ. Cái gì cho khẩu làm là ý ra lệnh. Cái gì mà ra lệnh cho ý tức là lậu hoặc. Vậy thì đoạn diệt lậu hoặc sẽ đoạn diệt được hành nghiệp. Nha, đoạn diệt lậu hoặc sẽ đoạn diệt hành nghiệp. Trong cái hành nghiệp đó có thân hành, khẩu hành, ý hành. Đoạn diệt đó, mà đoạn diệt được nghiệp lấy gì dẫn đi sanh tử? Mà không sanh tử tức là vô sanh, tức là năng lực để sanh không còn, mà vô sanh chính là niết bàn. Đó là niết bàn vô sanh. Vô sanh chính là niết bàn. Từ từ nha, hiểu chưa? Vì tại sao phải đoạn lậu hoặc? Nó phải có nguyên nhân chứ không phải là tự nhiên. Tại sao phải đoạn lậu hoặc? Rồi, hiểu tới đây nha, bắt đầu từ từ. Chúng ta biết lậu hoặc chưa? Đó lậu hoặc là cái đó đó. Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu đó. Chúng ta chưa học tới thập nhị nhân duyên, nhưng chúng ta nói sơ. Tập khởi, tập khởi của khổ. Chúng ta có đau khổ ngày hôm nay thì cái tập khởi của sự đau khổ là do vô minh. Vô minh sanh hành nghiệp, hành sanh thức, thức sanh danh sắc, thức ấm nè, hành nghiệp thức ấm sanh ra danh sắc. Danh sắc là thân và tâm của mình đó. Danh sắc sanh ra lục nhập. Lục nhập là sáu căn á, mắt tai mũi lưỡi thân dĩ á. Lục nhập á sanh ra xúc. Có lục nhập nó tiếp xúc với cái cảnh trần phía bên ngoài. Xúc, xúc sanh ra thọ. Thọ là cảm thọ, khổ lạc, không khổ không lạc. Thọ sanh ra ái. Có thọ rồi cảm thọ sướng quá thì phải thương thích nó chứ. Cái gì làm cho mình sướng cái đó mình thích cái đó. Cái gì làm cho mình thỏa mãn mình thích cái đó. Cái gì làm cho mình vui mình thích cái đó. Cái đó gọi là ái. Trên đời này làm cho mình cái gì làm cho mình thích. Vì trong tất cả các món ăn có một món ăn mình thích, mình sẽ thích, mình sẽ ái cái món đó. Trong tất cả con người sẽ có một người mình thích, mình sẽ ái người đó. Trong tất cả đồ vật, đồ trang sức của mình có một món mình thích, mình ai đụng tới món đó là chết với mình đấy. Món khác mất được, món đó mất không được đó. Tức là gọi là ái. À, cái gì hiểu không? Đó, thọ sanh ái, cảm thọ lạc nó sanh ái. Lạc là vui, thích nó, sanh ái cái đó. Nên mình ái cái gì mình biết cái đó, nó làm cho mình có cảm thọ. Còn chúng ta không ái cái đó là cái đó không làm cho mình có cảm thọ lạc. Còn chúng ta ghét nó là chúng ta biết nó làm cho mình cảm thọ khổ. Nên chúng ta rất ghét nó. Ghét ai thì chính người đó làm cho mình cảm thọ khổ. Ghét cái gì thì chính cái đó làm cho mình cảm thọ khổ. Đó là thọ sanh ái. Ái sanh thủ. Thủ là giữ lại. Thích cái gì muốn giữ cái đó.
Thích cái này không lẽ quăng đi? Thích là bảo vệ. Mình thích cái gì, mình ái cái gì, mình bảo vệ quyết liệt nó, mình giữ lại chặt nó, gọi là thủ. Giữ chặt nó. Thủ sanh hữu, chữ hữu có là muốn có nữa. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta giữ chặt cái đó, nhưng có giữ chặt hoài không? Trong cái vô thường này nè, nó sẽ mất. Mình muốn có nữa. Bây giờ ví dụ, mình ăn cái ngon quá, ngon chút hết rồi, nhưng mà trong tâm mình có chấp thủ cái ngon đó, tức là mình giữ lại cảm giác đó trong cảm thọ, mình đi tìm nữa để mình ăn. Đó gọi là hữu. Bây giờ hiểu không? Đi tìm nữa để ăn. Hữu sanh sanh. Chúng ta chấp thủ cái thân này, mà thân này mất đi rồi, thì chúng ta tìm cảnh giới để sanh ra, để có thân nữa, chấp thủ mà. Hữu sanh sanh. Mà sanh thì phải sao? Già bệnh chết. Già bệnh chết. Mà già bệnh chết thì sao? Thì lết khổ. À, già bệnh chết là khổ. Đây là tập khởi của khổ. Tập khởi khổ là gì? Là nguyên nhân của khổ. Vậy nguyên nhân của khổ là do ông gì? Ông vô minh. Hiểu không? À, mà tại sao ông vô minh lại tồn trữ? Ông vô minh lại là nó còn. Tại sao ông vô minh lại là dài dai dăng dẳng ở trong tâm của mình như vậy? Như vậy thì chúng ta phải ví dụ. Có một cái ly nước, bữa trước có ví dụ rồi, có một ly nước. Cái ly nước này để ở ngoài trời lâu năm, nhiều đời, nhiều tháng, nhiều tỷ năm, nhiều triệu năm, nhiều thành kiếp, nhiều quại kiếp, mưa, gió, bão, bùng. Ở trong này nó có bụi. À, nó có bụi. À, rồi á, là các cái rong tảo sanh ra rong tảo. Các con vật sanh ra trong này, tức là con vi trùng, con vật sanh ra trong này. Như vậy thì tất cả ở trong cái nước này nè, mà lâu ngày, lâu tháng nó sanh ra các này, thì nước này bị gì? Bị nhiễm. Nhiễm ô. Quý vị biết không? Ô là gì? Ô là con quả. À, nhiễm cái con quả. Ý, nước bị nhiễm con quả. Thật ra ô là đen. Nước bị nhiễm nên nó đen, nên ta gọi là nhiễm ô. Còn tâm nhiễm ô là tâm đen thui. Hiểu không? Nước nhiễm ô là nước đen thui. À, như vậy là nước này bị nhiễm bởi bụi, bởi rong tảo, bởi các con vật. Mà nước nó bị nhiễm rồi thì nó bốc mùi. À, nó có mùi gì? Mùi thơm hả? Mùi hôi. Nước nhiễm thì nó có mùi hôi. Thấy không? Như vậy thì chúng ta thí dụ cái ly này là cái tâm của con người. Mà đi trong sanh tử nhiều đời nhiều kiếp, có nghĩa là chúng ta bỏ ngoài trời nhiều đời nhiều kiếp, trong tâm mình lại sanh ra các cái thứ ở trong đó. Những cái thứ ở trong đó nè, à, như là giận, hờn, ghét, ghen, tật đố, rồi là tham sân si mạn ác kiến gì đó, vòng 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 đây, căn bản phiền não tùy phiền não, đây gọi là phiền não. Không phải tự nhiên mà khi tiếp xúc nó sanh ra phiền não, tức là trên bước đường sanh tử luân hồi nó sanh ra phiền não, thì trong này nó sẽ xuất hiện nhiều thứ ở trong này. Như vậy nhiều thứ trong này á, Đức Phật dạy đó là hữu lậu. Hữu là có, nó có những thứ mà nó là lậu hoặc. À, hữu lậu nha, được gọi là hữu lậu. Cái mùi hôi này nè, cái mùi hôi này nè, cái đó gọi là dục lậu. Nước ô nhiễm là màu đen này nè, là nước đen, gọi là vô minh lậu. Trong tâm mình đó, quý vị thấy xuất hiện ba ông chưa? Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Ba ông này gọi là lậu hoặc. Như vậy, cái nước đen này do cái gì mà nước đen? Do có nhiều thứ. Do có nhiều thứ. Bây giờ ví dụ như chúng ta lấy cái ly nước trong, ta bỏ tùm lum ở trong coi.
thì làm sao mà còn trong nữa. Mà bỏ cái thứ đó vô là nó tan ra, là nó đen thui à, thấy không? Như vậy nước nó đen thui mà nó lại bốc mùi hôi nữa. Như vậy á, thì cái vật này càng nhiều chừng nào, nó càng hôi chừng nào thì ông này càng đen chừng đó. Ta lấy cái ly kia ta bỏ rác rưởi rồi vô, càng nhiều thì nó càng đen, nó càng hôi. Bỏ ít thì ít hôi, ít đen. Như vậy thì á, là lậu hoặc. Lậu hoặc nhiều, lậu hoặc mà nhiều thì ông vô minh nhiều, tức là nước đen nhiều. Lậu hoặc nhiều thì nước đen nhiều, mà nước càng đen nhiều thì lậu hoặc sanh ra càng nhiều. Tại cái môi trường ô nhiễm là môi trường sanh ra các lậu hoặc. Như vậy thì lậu hoặc càng nhiều thì vô minh càng nhiều, và vô minh càng nhiều thì lậu hoặc càng nhiều. Hai cái ông này á, song hành. À, song hành. Như vậy á, thì chúng ta nói vô minh là nó lại trong môi trường vô minh lại sanh ra của tập khởi đau khổ. Như vậy ông vô minh này tại sao lại là ông nhiều vậy? Là tại vì lậu hoặc nó nhiều. Vậy thì muốn diệt vô minh phải diệt lậu hoặc. Hiểu không? Muốn diệt vô minh phải diệt lậu hoặc. Hết lậu hoặc hết vô minh. Như vậy thì mình tâm tối. Có người mình tâm tối gọi là vô minh, tức là độ sáng của tâm. Độ sáng của tâm là gì? Độ sáng tâm tức là trí tuệ. Cái độ sáng của tâm á, độ sáng của tâm là trí tuệ. Vì trí tuệ là gì? Trí tuệ là gì? Trí tuệ là rõ biết các pháp đang vận hành ở trong thân và tâm. Trí tuệ tức là rõ biết các pháp đang hiện hữu trong thân và tâm. À, trong thân và tâm. Còn kiến thức là gì? Tức là thức cái. Kiến thức là gì? Là rõ biết các cái pháp mà thuộc về vật chất của thế gian. Bây giờ văn toán lý hóa sử địa gì đó chúng ta hiểu rất là rành. Máy vi tính đây, mở ra con nào là con CPU, con nào là thanh RAM, con nào á là membo, cái nào á là card màn hình, cái nào là bộ vi xử lý, cái nào là bộ nguồn, cái nào thiết bị ngoại vi, cái nào là con chuột, cái nào á là màn hình. Như vậy thì mình hiểu hết, biết hết. Cái đó là phần cứng. Còn phần mềm thì các phần mềm. Phần mềm viết bằng gì? Tục bô si 2 cộng rồi. Dân dân. Rồi viết nó chạy lên cái môi trường đó là nào là Microsoft Office, nó là Excel nè, Word nè, PowerPoint nè. Đó đó, đang chiếu PowerPoint đó. Quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta rõ biết cái đó không được gọi là trí tuệ. Mà rõ biết đó gọi là rõ biết thế gian pháp. Còn trí tuệ là xuất thế gian pháp. Tại sao xuất thế gian pháp? Là tại vì chúng ta rõ biết mình thì chúng ta rõ biết được nguyên nhân sanh tử. Mà rõ biết được nguyên nhân sanh tử, chúng ta đoạn diệt nguyên nhân sanh tử, là đoạn diệt cái thế gian, thì nó sẽ trở thành xuất thế gian, đó là niết bàn. Chúng ta có tạm gọi là có bốn cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc và cõi siêu thế giới. Như vậy chúng ta rõ biết chính mình là rõ biết được cảnh giới siêu thế giới, nên được gọi là trí tuệ. Rõ biết được siêu thế giới thì được gọi là trí tuệ. Còn rõ biết những cái trong dục sắc và vô sắc thì cái đó được gọi là kiến thức mà thôi. Mà kiến thức nó phụ thuộc vào nhân quả, sanh tử, luân hồi, tất cả các luật mà nó đang vận hành ở thế gian này. Nhân quả, nghiệp, báo, vô thường gì đó, tất cả các luật ở đây, kể cả lực hút của trái đất. Các cái định lực gì chúng ta học, định lực Faraday rồi á, là định lực gì đó, định lực Archimedes gì dân dân dân, nó phải chịu hết tất cả đó. Nhưng trí tuệ nó không chịu bất kỳ một định lực nào của thế gian này cả. Nên khi chết đi trí tuệ nó vẫn còn. Quý vị hiểu không? Nên khi chúng ta tuệ tri về chính mình, thiền Vipassana, tuệ tri về chính mình sẽ được trí tuệ. Mà trí tuệ đã chết đi vẫn còn y đó, không mất. Quý vị thấy không? Còn tất cả cái gì chúng ta học được của thế gian, nó chết đi nó sẽ mất hết.
nó thuộc về thế gian sẽ trả lại cho thế gian. Nhưng mà trí tuệ không thuộc về thế gian mà thuộc về xuất thế gian, thuộc về siêu thế giới. Mà trí tuệ là gì? Là rõ biết chính mình. Mà mình là gì? Mình là ngũ uẩn. Mình là ngũ uẩn á. Rõ biết về ngũ uẩn thì chúng ta được siêu trí tuệ. Gọi là trí tuệ rõ biết về ngũ uẩn. Mà không phải dễ dàng rõ biết ngũ uẩn đâu. Lậu hoặc nằm trong ngũ uẩn nè. Lậu hoặc là một phần của ngũ uẩn. Vậy không? Lậu hoặc nằm trong tâm. Mà trong tâm mình là thọ tưởng hành thức. Vậy lậu hoặc nó nằm dưới đáy thọ tưởng hành thức. Hiểu không? Như vậy mà rõ biết về lậu hoặc. Người nào mà đoạn tận lậu hoặc này thì người đó được chứng đắc được niết bàn. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học cái bài đoạn tận lậu hoặc. Như vậy thì chúng ta mới thấy là trong cái tâm của mình thế này nè, nó có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Nói lại, cái vô minh lậu là cái tâm đen thui, không thấy cái gì trong tâm cả. Do không thấy gì trong tâm cả, muốn làm gì mình làm không biết làm sao chứ. Mình làm mà không biết mình làm gì chứ. Mình nghĩ không biết mình nghĩ gì. Trời, cấp này tôi muốn điên rồi, không biết nghĩ gì chứ. Tôi không biết tôi muốn cái gì nữa. Hiểu không? Sao tôi làm cái gì không? Tôi gặp ai tôi cũng chửi chứ. Sao kỳ quá, sao cấp này tôi ai chứ. Mà sao cấp này tôi gặp cái gì tôi cũng muốn cấp hết chứ. Mà cấp này tôi gặp cái gì tôi cũng muốn ăn hết chứ. Ở người dân, tức là mình không hiểu về chính mình. Mình không biết về chính mình tại sao lại như vậy. Thì đó được gọi là vô minh. Chúng ta đang bị vô minh nó chi phối đó. Cái gì đó nó che mình á, cái gì nó dính mình á, cái gì nó mờ mình á. Qua mấy bài sau chúng ta học kiết sử triền cái, chúng ta sẽ thấy cái này. Kiết sử có nghĩa là sự dính mắc. Triền cái có nghĩa là sự che tâm. Học mấy ông này ra mình mới thấy được. Mình thấy được cái gì nó sẽ làm cái đó. Cái gì nó sẽ, cái chức năng mình làm gì mà mình không biết mình làm gì. Rồi tôi đang làm gì? Trời ơi, tôi chửi ba mà tôi không biết sao tôi chửi ba tôi. Ai nhập tôi á, ai nhập. Ông truyền cái với ông kiết sử là nó lớn lên, nó mạnh quá, nó che tâm mình. Kiết sử nó sẽ cột chặt mình. Chính cột chặt mình, nó lôi mình theo cái hướng đó. Bây giờ ví dụ như mình tự nhiên bỏ nhà theo cái cô nào đi. Trời ơi, ông biết ma nào nhập tôi bỏ nhà theo cô đó. Ba tôi, ông xỉu lên xỉu xuống, ông muốn chết luôn mà tôi cũng theo. Không biết làm sao, ai nhà đâu á là mình bị này nè, bị kiết sử. Mình với cô đó cột chặt, cô đó chạy đi thì mình chạy theo. Đó là kiết sử đó. Có cộng dây, dây đó gọi là dây tham ái. Nó cột mình với cái người đó, thì người đó chạy đi thì mình chạy theo, chứ ba mình đâu có cột. Mà có cột đi nữa, cộng dây của ba mình yếu hơn. Cái dây kiết sử nó có nhiều dây. Thì cái dây mình đối với cô đó đó, nó thuộc về dây kẽm. Còn mà mình cột với ba mình chỉ cột cộng dây chì. Hiểu không? Nên cộng dây chì này đấu với dây kẽm, dây chì thua chắc. Do đó mình chạy theo cô kia mà không chạy theo ba của mình. Đó, hỏi tại sao con ma gì nhập tôi khùng á gì. Không có ma nào nhập, chứ cái dây kiết sử nó cột thôi. Chỉ cần cắt cái dây đó xong là xong. Như vậy trong nhà Phật đó, quý vị sẽ dạy mình cái thiền, dòng thiền này sẽ dạy mình cắt cái dây kiết sử này nè. Mà cái kiết sử này, lậu hoặc là một trong những kiết sử trong này nè. Nó nằm trong đó. Như vậy thì vô minh là cái độ tối của cái tâm mình mà không thấy được những pháp đang hiện hành trong thân và tâm của mình ở trong ngũ uẩn. Đó gọi là vô minh. Rồi là hữu lậu là những cái tâm phiền não, căn bản phiền não, tỳ phiền não, tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sanh kiêu cuồng xiểm hại. Chúng ta học tới cái bài đó sau. Rồi là dục lậu. Dục lậu nó có bốn cái dục. Cái ông này là mạnh nhất trong tất cả các ông. Dây này thuộc về cái sợi dây bằng vàng 24. Nó vừa đẹp mà nó vừa chắc, nó vừa bền nữa, nó vừa mê nữa, gọi là cái dây dục á. Đó, tham ái, tham dục, tham của, tham dâm, tất cả đó gọi là dục lậu. Tham ái là gì? Thương ta và nhu cầu được ta thương. Đó tham ái. Cái tham là muốn có, mà nó thuộc về lĩnh vực ái nhiễm. Có nghĩa là cái nhu cầu được người ta thương và nhu cầu thương người ta. Tôi hỏi tâm tôi sao lặng lẽ, tôi hỏi vì sao thế giới đông người tôi bỗng thấy cô đơn. Nhu cầu, nhu cầu được yêu và nhu cầu yêu và nhu cầu được yêu.
Nhu cầu được thương là nhu cầu thương. À, có gì? Muốn ta thương mình, và mình muốn thương người ta, mà thương người ta thì ai mình cũng thương, nhưng mà không ai thương mình. Do đó là nhu cầu này là không được đáp ứng, là bắt đầu nổi sân, nổi si, nổi sùng, nổi khùng nè. À, hiểu không? Rồi bây giờ á, tham dục. Dục tức là những cái thỏa mãn. Chúng ta có 6 cái dục. Thỏa mãn trong cái ăn uống, thỏa mãn trong cái nhìn, thỏa mãn trong cái ngửi. Vô trong phòng mà xịt dầu thơm, xẹt 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 vô trong phòng cái enjoy, tiếng Anh gọi là enjoy. Trời ơi thơm. Mà tự nhiên có một chục chết trong phòng, mới mở cửa ra có chục phế phòng. Ngửi vô một cái một, nổi sân, nổi si liền. Đứa nào, phòng à, vừa vô nhà cái nghe cái mùi này, gì mà nó nghe mà nó không bắt, nó không dục ra rồi ha, bắt đầu chửi mấy đứa con, chửi sùm chừng nổi sân. Thấy không? Như vậy thì ngược của dục là sân. Vậy thì sân với dục nó là một, tham với sân là một, nhưng mà một bề trái, một bề phải. Giống hệt cộng chiền chúng ta đeo, cái mặt thì nó đẹp lắm, mà ngoài sau lưng nó xấu quắc. Vậy thì sân là cái sau lưng, cái mặt trước là đẹp, nhưng ta đeo luôn cả hai cái, đeo luôn cả đẹp, cả xấu. Bởi vậy nhầm khi mình nhìn có một bên, nhìn mặt cái chuyện đẹp quá mê, ai về lật lại bên kia xấu quắc. Thấy không? Nhìn tướng đẹp ra mê, ai nhà đâu bị sida. Nhìn tướng đẹp mê, ai nhà đâu hỗn hào dữ. Nhìn đẹp mê, ai nhà đâu ở dơ. Nhìn đẹp mê, ai về đâu diêm cánh. Không, cái này là mình đang nói trên pháp thôi. Có nghĩa là chúng ta nhìn cái này mà chúng ta quên cái mặt kia. Mà con người đó nó chứa cả hai mặt. Quý vị hiểu không? Nên nhà Phật người ta nhìn cả 3, 4 chiều, 5, 6 chiều, 7, 8 chiều, nhìn bằng trí. Ta nhìn hết tất cả các khía cạnh của vấn đề mới ra được cái đó, mới kết luận. Chứ còn mình là tự nhiên mình nhìn cái kết luận, trời ơi người này đẹp quá, người là tốt lắm. Đẹp với tốt nó khác nhau chứ. Sao đẹp là tốt được? Người này đẹp lắm à, tốt lắm à. Đẹp với tốt khác nhau. Tại sao mình đưa lại là mình thích? Tại mình thích cái mình cho nó tốt. Mình thích cái gì là mình cho đó là tốt. Còn mình không thích cái gì thì cái đó xấu dữ lắm. Dầu cho người ta tốt dữ lắm cũng cho xấu nữa. Cái đó là cái không thích. Còn cái mình thích cái gì là cái đó tốt, tin không? Thích cái gì cái đó tốt. Mà tốt với thích hai cái nó khác nhau. Tại sao thích cái gì tốt cái đó? Là tại vì chúng ta thích cái gì thì chúng ta bị tham kiết, tham truyền cái. Nó che tâm mình đi, nên không thấy cái xấu của nó nữa. Thích cái gì cái đó tốt, thích cái gì cái đó đẹp. Tại vì chúng ta bị tham truyền cái, nó che tâm của mình nên không còn thấy cái gì nữa cả, chỉ thấy dần dần cái mình thích mà thôi. Nào có hiểu không? Nên nguy hiểm lắm. Học Phật cái một nhìn hết trơn, thấy trơn, hết ém, hết dấu, hết gì chứ. Gọi là rõ như chiếc băng ngày đó. Đó gọi là Vipassana, có nghĩa là rõ thiền á, biết rõ. À, biết rõ, thấy rõ, tức là Vipassana đó. Là biết rõ, thấy bước rõ gì? Tất cả các pháp. Mà biết thấy rõ tất cả các pháp còn làm nữa không? Không còn làm, đó là chánh chi kiến. Mà chánh chi kiến thì chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Quý vị hiểu không? Đó, bắt đầu từ từ lên, tự nó chứng à, chứ mình không có kêu tôi chứng, không chứng, chứng. Như là Đức Phật dạy rằng, nếu dắt sữa ở vú con bò cái, nó đang cho con bú nó có sữa, thì biết dắt không biết dắt, miễn dắt là nó có sữa. Còn nắm cái sừng bò mà mình dắt, trời dắt kỹ thuật lắm nha. Dắt kỹ thuật bước 1, bước 2, bước 3 rồi ngon lạnh, có miếng sữa nào đâu. Hiểu không? Như vậy nói là đúng pháp thì tự nhiên chứng đắc. Chứ không có nghĩa là mình biểu nó chứng, không chứng đắc, mong cầu, không mong cầu, không mong cầu nó cũng chứng nữa. Còn mà dắt sai rồi, sai pháp rồi á, dầu cho mong cầu, dầu tha thiết gì nữa vẫn không có sữa. Quý vị, nên á, cái dòng pháp chải này chúng ta phải học. Học từ từ đi nó tự chạy. Từ từ đi nó tự chạy. Tại vì pháp làm thánh nó hơi khó. Nhưng mà nó khó lớn nhất á, là nó làm ngược lại với cái thói quen của mình. Tại vì sao làm ngược lại với thói quen? Là từ chúng ta chấp thủ. Nên bây giờ chúng ta không chấp thủ, nó ta buông ra, nó sẽ làm ngược lại với cái hướng mà chúng ta chấp thủ. Vậy là 4 cái dục này nè đó, nó làm cho mình khổ dữ lắm. Này khổ dữ lắm. Tham ái, yêu người ta
thương ta và muốn được ta yêu, muốn được ta thương. Đây là một nhu cầu của con người mà chính này nó khổ dữ. À, quý vị, nó ràng buộc, nó ràng buộc, nó kiểu là kiết sử dữ lắm. Tức là nó đưa ra điều kiện á, khi mà tham ái ở đâu thì điều kiện ở đó. Tin không? Thương cái ông kia thì bắt ông kia phải làm theo ý mình, là điều kiện. Ví dụ như thương ông chồng, ông về em coi cho tôi coi tin nhắn à. Ông thương tôi suốt đời à, không được phản bội tôi à. Ông ăn á, gì không có được, ăn gì mất sức khỏe, không được. Ông ngủ gì không được. Có cô kia bên quận 8, cái cô mà nói là con thì ông chồng con á, ông tu ba kiếp mới gặp con á thầy. Tu ba kiếp mới gặp con á. À, tu ba kiếp mới gặp được cổ. Ta tu ba kiếp ta nhập Niết Bàn này. Ta tu ba kiếp nhập Niết Bàn là tám ơi. Còn đâu mà gặp tám. Nói thiệt đó thầy. Ông ăn cái món gì con phải nhìn kỹ, chọn lựa kỹ cho ông ăn. Chỗ ông ngủ thôi con đầy đủ hết. Ngủ mấy giờ thức. Con coi vô cái sách khoa học á. Rồi con làm y chang vậy, nó thiệt á. Ông tu tám kiếp, ông tu ba kiếp, ông mới gặp con. Thầy tới thầy gặp ông chồng. Ông chồng là trời ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi. Không biết cái còng, cái tù này chừng nào con thoát nữa. La trời trời. Bà vợ nó là tôi à, mà chú tu ba kiếp mới gặp mà. La trời 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 trời. Hồi trước con khóa chùa con mới gặp đó thầy ơi. Hồi trước chùa của con ta con lại con quậy, con nhậu quậy, con phá. Bây giờ con mới gặp bà đó. Hỏi là sao? Chú nói sao mà nghẹn ngào cay đắng gì? Nói thầy ơi, ăn món này nó không cho, ăn món kia nó không cho. Mình coi phim chút xíu là nó cúp phim ra chừng này khuya rồi ngủ. Rồi á, mình đang ngủ ngon lành, nó giặt đầu gì, nó thức, thức sớm tập thể dục. À. Quen tới bạn nào là đó xấu quá không cho quen. À, còn gái nhắn tin, phải ngừa ngập, không được đàn bà nhắn tin trước sau cũng gây chuyện. À, có gì không cho quen một người đàn bà, người con gái, bạn gì, dòng thi cô, guộc nhắn cũng không cho luôn, nếu là nữ là không cho. À, có gì thấy không? Đó. Còn nam mà trẻ đẹp nó sợ ông chồng mình chuyển giới thành BD, cũng không cho luôn. Đi không cho đi một mình, đi một mình sợ bị mất, nên ngồi sau tò. Tu ba kiếp mới gặp cảnh đó đó. Mô Phật. Trời ơi, mà tu ba kiếp mà gặp cái cảnh này nè. À, có gì hiểu không? Vậy thì người ta ái nè nè, người ta đặt điều kiện cho người mình ái. Có gì khổ, làm khổ nhau quá, khổ ghê gớm đó. Nhưng mà khi mà ta tu lên đó, có gì ta bỏ cái điều kiện đi thì trở thành từ bi, thương hơn mỗi lần nữa. Nhưng mà lòng từ bi không đặt điều kiện gì hết, thương một chiều thôi. Anh muốn thương tôi thì thương, anh muốn làm gì anh làm. Nếu anh làm sai tôi sẽ chỉ cho anh, còn anh tự chọn thì anh chịu. Tôi chỉ, tôi là anh sai đó, cái đó anh sai đó. Tôi sẽ chỉ, nếu tôi biết, tôi sẽ giúp anh ra khỏi cái sai đó. Ví dụ anh mê bài đi, tôi một lòng tôi ngăn, tôi cản anh, và tôi á, là sẽ giúp anh, nhưng với lòng từ bi chứ không có đặt điều kiện. Là vì tôi muốn anh tốt nên tôi mới làm như vậy. Tôi không đặt điều kiện để thỏa mãn cái tôi, cái ta của tôi. Nhưng nếu anh không nghe, tôi không giận, không hờn gì cả. Cái đó là cái nghiệp, cái số của anh thôi, tôi đã làm hết khả năng rồi. Tôi đi chùa, anh đi quậy, đi thì anh quậy, không sao cả. Nên lòng từ bi, ta chuyển đó thành lòng từ bi. Rồi bây giờ tham dục. Tham dục là tham ăn, tham uống, tham mặc, tham nghỉ. Nói chung là thỏa mãn trên sáu căn của mình. Nhìn cho sướng, nghe cho sướng, ngửi cho sướng. Đó là tham dục. À, còn tham của này thì ai cũng có. Tham của cải vật chất, tham nhà, tham cửa mới. Nói chung là vàng, bạc, tiền. Đố ai mà thoát ra khỏi chữ này. Trời ơi, đi tu có tham của không? Đi tu mới có tham không? Có không? Có hả? Tham của ai cũng bị hết trơn á. Ai cũng bị hết á. Nhưng mà cái độ nặng nhẹ ít nhiều mà thôi. Không ai có thể thoát. Cái này, ông này thấy ông gì không ai thoát được. Không có gì, mê sắc son đội rửa bên ngoài thì ra tâm đạo phải phai, làm sao mà giữ thí phúc đài Phật ân là chỗ này. Mê dữ lắm. Còn này thì cái người nào mà đang nằm trong cái độ tuổi của mới lớn, hoặc là những cái độ tuổi hồi xuân đó,
Không, cái này là người ta đang nói pháp, mình không, cũng không nên tránh, để biết, biết mà mình tìm cách mình hóa giải thôi. Như vậy là bốn cái ông tham này đó, trở thành gọi là tham ái. Đức Phật nói trong kinh đó là tham ái, nên nó là căn gốc của tâm của mình đó. Ái thủ hữu, đây ông này ông đó nè, đây nè ông đó đây nè, ái thủ hữu nè. Nè quý vị, nên đó, người ta ly da cắt cái gì? Sao người ta không nói ly da cắt tóc? Ly da phải cắt tóc chứ. Mà ta nói là ly da cắt, cắt ái, ly da cắt tóc thì đúng rồi, nhưng mà nó không đúng, nó thuộc về thế gian pháp. Ly da cắt ái mới xuất được thế gian, ly da cắt tóc vẫn còn ở thế gian. Nên chúng ta vừa cắt tóc vừa cắt ái thì cái đó trở thành hoàn thiện. Bắt đầu ta đang cạo tóc á, đang cạo tóc ta có cái bài cắt ái. Từ nay dứt bỏ hình ai, cắt dây tham ai, lìa người quyến thân. Cạo một cái, sự đời xem tựa phù dân, sớm hôm chị chỉ chuyện cần lo tu. Cạo sẹt sẹt ta đọc cái bài đó đó. Đọc bài xuất gia. Từ đây dứt bỏ hình hài, cắt dây tham ái, lìa người quyến thân. Đó là vừa cắt tóc mà vừa cắt cái cọng dây này nè. Hiểu không? Đó, cọng dây này là cọng dây này nè. Nên gọi là thiểu dục. Thiểu dục. Nhưng khi đắc quả là tuyệt dục. Tu là thiểu dục, đắc là tuyệt dục. Cái gì không? Nên từng thiền thứ nhất là ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú từng thiền thứ nhất. Một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Ly dục, ly bất thiện pháp. Ly dục nè, ly dục là cắt ái còn gì nữa nè, nó dục nè. Nó nè, hiểu không? Không có cái ngược lại. Nên có thầy, cái gì con cũng ăn, cái gì con cũng làm, cái gì chứ còn con đắc đạo không thầy? Là không. Hỏi làm sao vậy? Tại từng thiền thứ nhất ly dục ly bất thiện pháp mà mình dẫn pháp bất thiện, mình dẫn dục, hạn chế dục thì đắc những quả vị thấp, là thiểu dục. Nên người ở tại gia thiểu dục đắc những quả vị thấp. Còn người mà đi đến tuyệt dục ta sẽ đắc được quả vị cao. Đức Phật đi bằng con đường ly dục mà để đến chánh đẳng chánh giác. Vì vậy không, dục nó không phải là nam nữ không, dục nó có ăn có uống có mặc có nghĩ cả trăm cả ngàn thứ chứ không phải không có đâu. Nên những người mà tu càng tu ta càng đơn giản, có nghĩa là ta thiểu dục đó. Nên trước khi Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy thiểu dục tri túc đó. Thì thấy không? Như vậy thì ta ra phần 2 nha. Bảy pháp đoạn lậu quẩn. Có những người nói cuộc đời này vui lắm. Nếu mà chúng ta cắt, chúng ta đoạn vậy chúng ta mất mình. Bảy pháp đoạn lậu hoặc, hoặc được Đức Phật thuyết trong kinh Trung Bộ. Một, bài kinh số 2, kinh Bali. Cái tên bài kinh tất cả các lậu hoặc. Nếu mình muốn coi lại bài kinh này thì vô trong kinh Bali, kinh Trung Bộ 1, bài kinh số 2, tên của bài kinh là tất cả các lậu hoặc. Chúng ta có 7 pháp đoạn lậu hoặc. Thứ nhất là chánh tri kiến. Chánh tri kiến. Thứ nhất là chánh tri kiến. Thứ hai, thủ hộ 6 căn. Thứ ba, chánh duyên. Thứ tư, đoạn diệt. Thủ hộ 6 căn. Thứ ba, chánh duyên. Thứ tư, đoạn diệt.
À, thứ tư á là đoạn diệt, thứ năm là kham nhẫn, thứ sáu thọ dụng, thứ bảy là tu tất giác chi. Thứ năm kham nhẫn, thứ sáu thọ dụng, thứ bảy tu thất giác chi. Đây là bảy pháp đoạn lậu hoặc, chứ không phải là chỉ có muốn đoạn thì đoạn đâu. Rồi bây giờ chỉ nha, 1, 2, 3, 4, 5 ngũ uẩn là gì? Con trả lời, ngũ uẩn là gì? Trả lời, trả lời liền, không có suy nghĩ. Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức ở trong cái cơ thể của mình đó. Tức là ngũ uẩn là sắc, uẩn, thọ, uẩn, tưởng, uẩn, hành, uẩn, thức, uẩn. Đưa cái mi sát bên. Sắc uẩn là gì? Sắc là sắc thân, sắc tướng, hình sắc. À, đó được gọi là sắc uẩn. Sắc uẩn là sắc thân, sắc tướng, hình sắc. À, hình sắc đây cũng là sắc uẩn hết nè. Mình cũng là sắc uẩn. À, bát cái mi qua một bên. Thọ uẩn là gì? Thọ uẩn là gì? Thọ uẩn là có ba cái cảm giác. Thọ là thọ là thọ khổ, thọ bất lạc, thọ khổ. Thọ uẩn là thọ uẩn là tức là cảm thọ của tâm. Tâm mình có ba cái cảm thọ, mà thọ uẩn là cảm thọ của tâm. Mà tâm có ba cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Bát cho mi qua. À, tưởng uẩn là gì? Tưởng là hình ảnh ở trong cái tâm. Hình ảnh hoặc là đoạn phim nó chiếu qua, chạy qua tâm mình. Hình ảnh đơn hoặc là một đoạn hình ảnh chạy qua tâm mình. Thì tất cả đó được gọi là tưởng uẩn. Nghe không? Rồi đưa cái mi qua một bên. Hành uẩn là gì? Gọi gì nữa không? Suy nghĩ đúng rồi đó. Gọi gì nữa? Với lại mình nói thầm nữa. À, nói lầm thầm như bà khùng vậy đó. Nó nhảm hành quẩn á. Rồi á, lại gì nữa không? À, tức là suy nghĩ, nói thầm, phân biệt, đánh giá rồi đó, là tất cả đó gọi là hành quẩn. Này đẹp, này xấu rồi đánh giá, đó là hành quẩn chứ không phải thức. Gạo thức, nó khác. Rồi, đưa về sau lưng. Thức quẩn là gì? Chứ còn là những cái nhận biết rõ. Nhận biết rõ. Phân biệt đúng sai. Phân biệt đúng sai. Thức không có phân biệt. Phân biệt là hành. Nhận biết rõ. Thức là rõ biết các pháp. Thí dụ cái gì rõ biết cái gì? Ví dụ như mắt nhìn thấy sắc quẩn thì rõ biết sắc quẩn đó là gì? À, tức là mắt là gì? Đúng, nhãn căn. Nhìn thấy sắc thì sắc gọi là gì? Gọi là sắc trần. À, mà rõ biết sắc trần là gì? Là nhãn thức, chính xác. Rồi quay sau lưng. Sáu căn là gì? Sáu căn là gì? Này, sáu căn là nhãn căn, nhãn nhĩ căn. À, nhãn căn, nhĩ căn. Thiệt căn, tỷ căn. Tức căn. Thân căn. Thân căn gọi gì nữa? Ý căn. À, thân căn tới ý căn. Đưa ra ngoài sau lưng. Sáu trần là gì? Sắc trần. Sắc trần là gì nữa? Thanh trần. Thanh trần. Hương trần. Vị trần. Xúc trần. Xúc trần. Pháp trần. Rồi cho anh chồng pháp tay. Đưa ra sau lưng. Nói về sáu thức là gì?
nhãn thức, rồi nhĩ thức, rồi thị thức, rồi thiệt thức, rồi thân thức, rồi ý thức, rồi cho anh chàng phát tay. Ai thí dụ đưa ra sau lưng, thí dụ cho thầy biết thế nào là hành quẩn ở trong tâm. Thí dụ trên tâm của mình á, lúc mình làm cái gì thì cái hành quẩn nó hoạt động, nó là cái gì? Bây giờ nhìn lại tâm mình đi, hành quẩn nó là cái gì hiện tại nè? Dạ thưa thầy, là hành quẩn là con đang suy nghĩ những cái lời nói của thầy. Con phân biệt, con chọn lựa để tìm ra một cái cách ứng xử nào là tốt nhất, phù hợp với thầy nhất. Đúng rồi đó, cho anh chàng pháo tay. Đưa qua bên tay trái. Thí dụ cho thầy, tưởng ở trong tâm mình là gì hiện tại giờ? Thí dụ đi, cụ thể. Nó không nói trên lý thuyết nữa. Dạ như thưa Phật, thì bây giờ trong tâm của con đang tưởng tượng của những lời nói của thầy. Tưởng tượng lời nói của thầy là sao? Cụ thể tưởng là gì? Dạ, thưa thầy là hiện tượng bây giờ con nhìn thấy thầy là con tưởng. Đấy. Tưởng là những hình ảnh giống như cái bức tranh ở trong tâm của mình vậy đó. Như hiện giờ có nổi cái bức tranh gì trong tâm của mình hay không? Không có gì trong tâm hết, tâm không. À, tâm không, mày đưa lên coi mắt kiến thì có gì không? Có tưởng gì không? Dạ, thưa thầy con đang tưởng tới hình ảnh của khóa trước. Đó, ví dụ như khóa trước mình đang ngồi sao, thấy nguyên cái hình ảnh khóa trước, người ta đang lại Phật, đó là tưởng đó. Hiểu không? Hoặc là chúng ta tưởng tới cái người yêu mình đâu hồi 4 tuổi gì đó, đi học mẫu giáo. Và dân dân thấy nguyên cô đó hồi 4 tuổi vậy mà bây giờ lại vậy. Mới gặp hôm qua. Rồi mình tưởng lại hồi 4 tuổi vì cái hình ảnh hồi 4 tuổi mình đi học chung nó hiện về. Mà mình gặp cái người đó hôm qua. Mình mới gặp hôm qua, tóc dài, đó, phủ gót mà hồi xưa tóc lõm chõm. Quý vị hiểu không? Tức là cái hình ảnh hồi xưa với hình ảnh bây giờ. Như ta gặp hình ảnh bây giờ, ta nhớ là hình ảnh hồi xưa, gọi là liên tưởng. Chúng ta liên tưởng tới hồi xưa, gặp bây giờ nhớ tới hồi xưa gọi là liên tưởng. Rồi bây giờ cái đầu mình nhìn nè, thấy giờ tóc dài đẹp nè, cái mình nghĩ trời ơi mai mốt rụng đắng chân, nguyên thành bà già móm mém, thấy nguyên cái hình ảnh bà già của cô đó móm mém, đó là ảo tưởng. Nó chưa có tới, chưa gặp luôn, vậy chúng ta gọi là ảo tưởng. Nói chung tưởng là những hình ảnh, còn mình phân biệt ra hình ảnh cái loại nào. À, như vậy tưởng là những hình ảnh nó đi ra ở trong tâm mình đó gọi là tưởng. Đó là quán ngũ quẩn. Nhìn phải rõ pháp nha. Rõ pháp nó không có dễ mà nó không có khó. Liên tục hãy nhìn, mà nhìn cụ thể trên chính mình nè, đừng có nhìn ai khác cả. Nhìn cụ thể chính mình, sắc quẩn là thân này nè. Thấy không? Sắc quẩn là thân này. Nha. Như vậy thì thân này cấu tạo bởi gì? Thân này cấu tạo bởi gì? Thưa thầy là thân này cấu tạo bởi tứ đại. Tứ đại là gì? Dạ thưa thầy là tứ đại là đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa nó thay đổi hay nó còn hoài? Dạ thưa thầy là nó thay đổi. Thay đổi gọi là gì? Dạ thưa thầy gọi là vô thường. À, thay đổi gọi là vô thường. Vậy vô thường nó có tồn tại hay không? Dạ thưa thầy là nó tồn tại. Mà nó không tồn tại gọi là gì? Nó không có thực tướng của nó gọi là gì? Gọi là vô ngã. Vô ngã, ngã là tôi là ta đó, mà không có thực tướng của nó thì gọi là vô ngã. Thôi vậy cũng giỏi rồi, cho anh chàng pháo tay. Đưa cái micro sang bên. Xin cho biết 6 căn là gì. Hồi bữa trước học 18 giới nha. 6 căn là gì? Căn mắt, căn mũi, căn lưỡi, căn ý. Mắt, mũi, lưỡi, ý, bốn. Mắt, mũi, lưỡi, căn lưỡi. Ngoài lỗ tai đâu?
Nói tiếng Hán đi. Tức là gì? Nhãn căn. Thiệt căn. Rồi gì nữa? Thân căn. Rồi. Ý căn. Ý căn. Rồi cho anh chàng phát tay. Đưa qua bên phải. Mười tám giới là gì? Là sáu căn, sáu trần, sáu thức. Đúng rồi. Đưa qua bên tay phải. Sáu trần là gì? Dạ thưa thầy, là sắc trần, thân trần. Cái gì? Sắc gì? Sắc tới gì? Sắc trần. Rồi tới gì? Thanh trần. Thanh trần. Hương trần. Hương trần. Rồi gì nữa? Vị trần. Vị trần. Xúc trần. Rồi. Pháp trần. Đưa ra sau lưng. Thí dụ vị trần là những cái gì? Vị trần là những cái gì? Được gọi là vị trần. Cay đắng ngọt. À, cay đắng ngọt bùi chua chát. Thấy không? Con có gặp cay đắng ngọt bùi chua chát chưa? Chưa hả? Rồi. Ăn hàng ngày mà nói chưa. Trời ơi, ăn hàng ngày mà nói chưa. Gặp cái đắng ngọt bồ chua chát. Đưa ra sau lưng. Thí dụ sắc trần là những gì? Đâu mình nhìn cái gì đó, mình thấy cái gì nói đó. Sắc trần là gì đâu, xung quanh mình coi. Cứ quơ xung quanh nói à. Sắc trần là những gì? Sắc trần là cái gì? Đúng, gọi gì nữa? Mắt con là nhãn trần. Ta đang nói tới sắc trần không mà. Ta đang nói tới có sắc trần là những gì rồi. Liệt kê ra thôi, giống hệt như vị trần nãy đó. Chú đó liệt kê à, đắng cay chua chát ngọt bùi đó. Rồi giờ tới sắc trần đang liệt kê đấy. Cái gì mà cho mấy nhỏ nó thích? Sắc xanh đỏ. Ờ, xanh đỏ, tím vàng. Còn trước mắt mình đâu cái gì là sắc trần chỉ coi. Mà không, trước mắt mình mà vàng đâu. Vàng đâu chỉ coi. Màu vàng đâu? Ở đâu chỉ coi. Tại à, cái bảng màu vàng. Rồi gì nữa? Cái bảng này bảng màu vàng nè. Hả? À, 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 cái khăn trải bàn màu vàng. Chính xác. Rồi cái gì nữa? Đó là sắc trần đó. Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì màu đen? Cái micro màu đen. Chính xác. Không, chính xác. Đó là chính xác. Sắc trần. Micro mà micro màu đen. Sắc trần. À, nhìn xung quanh mình coi thiếu gì nè. Sắc trần đó là màu sắc và hình thể. Đúng không? Màu sắc và hình thể nữa. Đang nói màu không à. Còn chưa nói hình thể. Ví dụ cái ghế, cái bàn, cái tủ trần nhà, cái cờ, rồi cái cờ màu xanh đỏ tím vàng gì đó, đó gọi là sắc trần. À, bây giờ đưa ra sau lưng. Thí dụ thầy thanh trần là gì? Thanh trần là gì? Dạ di đà Phật. Thanh trần là dạ âm thanh. Âm thanh là thanh trần, cái đó nói chung thôi, mình thí dụ coi. Thí dụ thanh trần là gì? Thí dụ coi, mình thí dụ được mình mới biết nó là cái gì, không thí dụ được không có biết được. À, tiếng nói mình phát ra là thanh trần gì? Tiếng nói người ta phát ra là gì? Tiếng nói của người ta là gì? Dạ cũng thanh luôn. À, con chó nó sủa là gì? Dạ cũng thanh trần. À, tất cả đó gọi là thanh trần, nhưng mà phân biệt thanh trần à, là tiếng của các loài khác nhau. Rồi tiếng gì nữa? Tiếng trong, tiếng đục, tiếng trầm, tiếng khào khào, tiếng cà lâm rồi đó. À, tất cả đó gọi là thanh trần. Rồi, bây giờ đưa mi ra sao? Thí dụ xúc trần là những gì? Mình sợ giờ này mình thấy sao? Ốc ơi, nó im tai tao quá, mát tai tao quá, bắt ngạo nói á. Nè. Cái cảm giác là nói chung thôi, nhưng nó ra cái gì của xúc trần, nó ra cái gì bên ngoài? Bây giờ mình nhắm mắt lại mình rờ, mình thấy sao nó là xúc trần đó? Nhám. Nhám. Trơn.
mềm, cứng. Gì nữa? Đưa tay vô lửa coi. Nóng. Rồi đưa tay vô nước đá coi. Nóng. Đó là sóng trận. Đau không phải nha. Đau là không phải nghe. Rồi. Đưa qua bên tay trái. Cái gì là đối tượng của nhãn căn? Cái gì là đối tượng của nhãn căn? Dạ là sắc trần. Cái gì đối tượng của nhĩ căn? Dạ là thanh trần. Cái gì đối tượng của ý căn? Dạ là pháp trần. Đưa tay qua bên phải. Rồi đưa qua đi qua bên phải. Trả lời pháp trần là gì? Pháp trần đối tượng của ý căn là gì? Pháp trần của ý căn là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành. Chắc không? Chắc không? Chắc đúng rồi, cho dặn pháo tay. Đối tượng của ý căn là pháp trần. Vì vậy thì biết rõ pháp trần thọ tưởng hành được gọi là gì? Ý thức. Ý thức. Biết rõ thọ tưởng hành gọi là ý thức. Rồi đưa qua bên trái. Biết rõ thanh trần là gì? Biết rõ thanh trần là gì? Biết rõ được âm thanh đó là gì vậy? Nhĩ thức. Rồi đưa qua bên trái tiếp. Biết rõ đắng cay chua chát là gì? Thiệt thức. Bây giờ ai giơ tay lên? Thầy hỏi trả lời. Trong bài thầy không có cái nào khác hết á. Bây giờ ai giơ tay lên xin phong? Tặng phần quà. Uy tín luôn. Ai giơ tay lên xin phong? Volunteer đi. Who volunteer? Xin phong đi. Cái đó nói tiếng Anh á. Xin phong. Đâu, giơ tay lên. Rồi. Cho biết sáu căn là những gì? Thầy, sáu căn là nhãn căn, nhĩ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Chưa đủ. Nhãn, nhĩ. Dạ. Có gì nữa? Căn, nhĩ căn, ý căn. Rồi. Thân căn, ý căn. Đúng rồi, chính xác. Bây giờ á, đối tượng. Đối tượng của nhãn căn là gì? Dạ, đối tượng của nhãn căn là sắc trần. Rồi rõ biết sắc trần là gì? Dạ, rõ biết sắc trần. Sắc trần đó là nhĩ thức. Nhãn thức. Rồi, rõ biết sắc trần là nhãn thức. Đối tượng của nhĩ căn là gì? Dạ, đối tượng của nhĩ căn là thanh trần. Rõ biết thanh trần là gì? Dạ, rõ biết thanh trần là nhĩ thức. Đối tượng của tỷ căn là gì? Dạ, đối tượng của tỷ căn là là hương trần. Dạ. Biết rõ hương trần là gì? Dạ là tỷ thức. Dạ. Tỷ thức. Đối tượng của thiệt căn là gì? Dạ, đối tượng của thiệt căn là vị quy trần. Dạ. Rõ biết vị trần là gì? Dạ là thiệt thức. Dạ. Đối tượng của thân căn là gì? Dạ, đối tượng của thân căn là xúc trần. Dạ. Rõ biết xúc trần là gì? Dạ là thân thức. Dạ. Là thân thức. Dạ. Bây giờ đối tượng của ý căn là gì? Dạ, đối tượng của ý căn là pháp trần. Dạ. Mà pháp trần là những gì? Dạ, pháp trần là thọ tưởng hành. Rồi biết rõ thọ tưởng hành là gì? Dạ, biết rõ thọ tưởng hành là ý thức. Ngũ uẩn là gì? Là sắc uẩn, thọ uẩn. Sắc thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Sắc quẩn là những gì? Dạ, sắc quẩn là những hình ảnh. Hình ảnh màu. Hình ảnh màu sắc. Màu sắc hình thể. Để... rồi bây giờ á, thọ quẩn là gì? Dạ, thọ quẩn là
các cảm thọ của gì? Không, thọ quẩn là của gì? Nó thọ là tâm mà, nó đâu có thân, nó thuộc gì tâm rồi? À, là cảm thọ của, à, cảm thọ của tâm. Có mấy cảm thọ? Cảm thọ gì? Khi nào có cảm thọ? À, có xúc là có cảm thọ. Vì cái gì hình thành nên xúc? Dạ, hình thành nên xúc là có, dạ là có ba cái nó sẽ hình thành nên xúc. Dạ. Cái gì với cái gì nó sẽ trở thành xúc? Ai biết? Rồi bây giờ giơ qua bên đây cây quạt, chỗ cây quạt á. Cho anh chàng pháo tay. Được 7 điểm á. Cái gì hình thành nên xúc? Dạ thưa thầy, để hình thành nên thức thì phải có thành nên xúc, thành nên xúc. Thì căn phải tiếp xúc với thần trần và có thức. À, căn tiếp xúc với trần và hiện thức. Thì căn trần và thức á thì nó là có xúc. Như vậy á thì mắt nhìn thấy sắc trần, biết rõ sắc trần, vậy thì cái đó là cái gì xúc? Là nhãn xúc. Đúng rồi, là nhãn xúc. Thấy không? Rồi bây giờ á, ý căn biết được pháp trần, có ý thức, vậy đó là ý căn, pháp trần, ý thức sanh ra cái gì xúc? Là ý xúc. Nhãn thì là nhãn xúc, nhĩ là nhĩ xúc, thiệt là thiệt xúc. À, nhưng mà cái đó thì không có trách, tại thầy chưa dạy tới cái bài đó. À, dạy tới cái bài đó là dạy tới cái bài trạch pháp giác chi. À, thì sẽ dạy hết tất cả đó, sáu căn, sáu trần, sáu thức. À, rồi là sáu thọ, sáu tưởng, sáu tư, sáu tầm, sáu tứ. À, thì lúc đó ta mới phân biệt được trạch pháp. Từ từ, đừng sợ. Cũng học từ 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 mới gom lại. Học sáu căn sáu trần thức rồi đó. À, học ngũ quẩn rồi đó. Gom lại từ từ. Nên mỗi khi đóng chuông cái beng, nhìn ngũ quẩn. Nhìn ngũ quẩn là nhìn lại chính mình nè. Sắc quẩn là thân mình đang ngồi sao? Ngồi nghiêng, ngồi méo, ngồi đứng, ngồi sao? Mình thấy liền. Đó gọi là chúng ta đang quán sắc quẩn. Bây giờ đánh, rồi ta nhìn lại thọ. Bây giờ đang có cảm thọ gì không? Tức là ngồi quá nãy giờ tê, có cảm thọ khổ không? Có cảm thọ lạc không? Hay là mình tu đây có vui không? Hoặc là không vui, không buồn gì cả, là không lạc, không khổ. Bây giờ đang ngồi đây có tưởng gì không? Đang tưởng chút xíu ăn bánh xèo không? Nguyên cái dĩa bánh xèo bốc khói không? À, nó có hình ảnh đó trong tâm không? Hay là ngồi đây tưởng Phật? Hay là chúng ta tưởng cái gì? Rồi chúng ta đang ngồi đây chúng ta có suy nghĩ gì không? Đang suy nghĩ chút ha, chiều nay đi ra về xong ghé cái quán ăn phở gì đó. À, là chúng ta đang là hành đó. À, rồi bây giờ xung quanh đây ta rõ biết cái gì? Thì rõ biết sắc trần xung quanh đây, biết bao nhiêu người ngồi nè, mình có biết không? Biết mà. Rồi rõ biết thằng nghe âm thanh này nói không? Rõ biết âm thanh này nói mà. Phải không? Vậy thì nhãn thức rõ biết, nhĩ thức rõ biết. Rồi đợt cái miệng mình nè, nước miếng mình nè, bữa nay cho chua quá. Tại vì chúng ta cảm chua. Hay là bữa nay nước miếng ngọt. À, dần dần chúng ta chưa ăn vẫn cảm được. À, như vậy thì thiệt thức. Rồi xung quanh đây có ai bốc mùi không? Mùi gì? À, chiều tụng kinh ở dưới quê á, nhà kế bên chiên cá chiên. Mấy ông tiểu xù xì cá chê. Ồ, đang tụng kinh mà ông quay cá chê. Ông là mấy cá lóc. Trời là mấy ông ơi, ông tiểu trời cái chấm chua mà cái chê cái lóc tàu hủ chiên á, cái chê cái lóc gì. Đó là ta dùng cái gì? À, dùng tỷ. Tỷ thức để rõ biết các cái hương trần. Đó tác dụng của tỷ thức đó. Quý vị ta thấy không? Xung quanh đời sống mình thôi chứ đâu có gì đâu. Pháp Phật là gì? Pháp là thiết thực hiện tại. Đó là hiện tại xung quanh mình á, mà thiết thực hiện tại đó là ta rõ pháp. Như vậy thì chánh tri kiến. Chánh tri kiến là gì? Chánh tri kiến là rõ biết. Rõ biết khổ. Thì người này được gọi là chánh tri kiến. Rõ biết được khổ uẩn.
Một người có chánh kiến là người rõ biết được khổ uẩn. Nói khổ chứ chưa chắc ai biết khổ nha. Đang sống trong khổ mà không biết về nó mà là bị vô minh đó. Chúng ta đang sống trong khổ mà không biết gì về khổ chứ á. Nhờ Đức Phật dạy mới biết về khổ. Trời ơi, khổ muốn chết luôn mà không biết gì khổ chứ. Không biết ai làm cho mình khổ nữa. Đổ thừa làm bậy không à. Đổ thừa ông chồng làm cho mình khổ. Đổ thừa con làm cho mình khổ. Đổ thừa không có tiền khổ. Đổ thừa xấu khổ. Đổ thừa cái gì đó là mình làm đổ văn đổ thị không à. Có nghĩa là mình đổ người này đổ người kia. Như vậy thì đó, rõ biết khổ uẩn thì được gọi là chánh tri kiến. Cái người chánh tri kiến, chánh tri kiến là rõ biết tri là biết, kiến là thấy, thấy biết một cách chân chánh. Mà thấy biết chân chánh là thấy cái gì? Thấy khổ uẩn. Mà khổ uẩn chính là kinh tứ diệu đế đó. Kinh tứ diệu đế. Mà kinh tứ diệu đế á, thì ở trong kinh điển Pali á, kinh Trung Bộ á, thì được gọi là bài kinh chuyển pháp luân. Kinh chuyển pháp luân, nhớ là kinh chuyển pháp luân Pali sẽ kể này. Kinh chuyển pháp luân, bài kinh chuyển pháp luân á, trong kinh điển Pali, quý vị á, lấy đánh trên Google từ chìa khóa kinh chuyển pháp luân Pali thì sẽ ra được cái bài kinh này, gọi là bài kinh khổ uẩn này nè. Thì khổ uẩn có bốn cái chữ khổ, chúng ta biết được bốn chữ khổ. Thứ nhất, đây là khổ. Thứ hai, đây là khổ tập. Đây là khổ tập. Thứ ba, đây là khổ diệt. Đây là khổ diệt. Và thứ tư, đây là đạo diệt khổ. Đây là đạo diệt khổ. Chắc là bữa sau á, thầy chuẩn bị quà, hỏi ai trả lời được tặng phần quà. Còn quý vị cũng chuẩn bị quà nữa, ai trả lời không được đưa thầy phần quà. Đừng thầy tặng ta, tặng người khác. Đó, hiểu không? Những cái gì mà đã học rồi, những cái gì đã học rồi thầy sẽ ôn lại cho quý vị. Nhưng mà nó căn bản từ cái ngũ uẩn. Căn bản từ đó nó mới ra được các pháp xung quanh cái ngũ uẩn ẩn tàng ở phía bên dưới. Cho tới các lậu hoặc rồi còn chưa đó, bắt đầu từ xung quanh mình thôi, không có gì xa, không có gì lạ chứ. Xung quanh đang là sắc vững nè, đang là thanh trần nè, hương trần nè, vị trần nè, dần dần mình phải biết xung quanh mình thôi, không cần phải suy nghĩ. Mà suy nghĩ là mình qua tưởng với hành nữa rồi, đừng có suy nghĩ gì hết, thiết thực hiện tại. Đùng cái thấy, đùng cái biết, những cái gì xung quanh mình thôi là mình rõ biết nó, chứ là chánh tri kiến. Đấy, sắc, thấy được sắc trần. Mà khi chúng ta thấy được sắc trần rồi, chúng ta thấy tánh sanh diệt của nó. Thì một cái bài kinh thứ hai gọi là bài kinh vô ngã tướng. Ghi vô đi, vô ngã tướng. Vậy chúng ta học hai cái bài kinh trong kinh Trung Bộ, thì kinh vô ngã tướng và là kinh chuyển pháp luân. Hai cái bài kinh này sẽ nói lên cái phần khổ uẩn. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Trời, mình sống mà mình không biết khổ là gì nữa. Khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Bây giờ không? Mà tại sao có già, có bệnh, có chết? Là tại vì chúng ta sanh ra. Sanh ra nên có già, có bệnh, có chết. Không? Đó là khổ của thân. Thân có bốn cái khổ và tâm có bốn cái khổ. Tâm có bốn cái khổ là ái, biệt, ly, khổ. Thương nhau mà xa cách là khổ. Ghét nhau, gặp mặt nhau hoài là quán tắng, hội khổ. Muốn mà không được là khổ, cầu bắt đắc khổ. Và ngủ ấm xí thành khổ, mình phải bận lòng với ăn uống ngủ nghỉ của thân và tâm của mình. Thì đó gọi là khổ. Có 8 cái khổ chính, 4 khổ thân và 4 cái khổ tâm. Như vậy đó, thì đây là khổ. Chúng ta biết được cái chữ khổ thứ nhất, gọi là thánh trí về khổ thứ nhất. Đây là khổ. Ai biết được 8 cái khổ đó, người đó được thánh trí của khổ thứ nhất. Đây là khổ. Khổ á, nó có 8 cái khổ. Sanh, lão, bệnh, tử. Nhưng mà phải nắm từ bệnh, từ lão bệnh tử. Lão bệnh tử biết nè, già cả lụm cụm khổ không? Già mắt màu tóc bạc, da nhăn si cao, hao si kiệt, là bích tông lỏng, rồi dên bị lột, rồi là bạc đạn bể, vân vân. Đó gọi là già. Rồi bệnh, bệnh đau đớn chỗ này, đau đớn chỗ kia, hoảng sợ chỗ nọ, khó chịu. Rồi chết, hoảng sợ điên mình. Mà tại sao có già, có bệnh, có chết? Là tại vì chúng ta sanh ra, nên gọi là sanh lão bệnh tử.
Chúng ta phân từ đó chúng ta mới nhớ, có sanh ra mới có già, có bệnh có chết, không sanh ra làm gì có già, có bệnh có chết, hiểu không? Như vậy thì sanh lão bệnh tử đó là khổ của thân. Khổ của tâm là thương nhau sống không được gần nhau, tốn tiền điện thoại muốn chết, tốn công nhắn tin, đó, dần dần. Cái đó gọi là ái biệt ly, hoặc là người chết người còn. Nên bao giờ ra người ta chia ly những người thương yêu mình ta cũng khổ chứ. Nên đi về miền Tây qua phàm bắt cái bài gì, cái gì mà là bảo xiên á. Trời ơi, mà bảo xiên mà lúc chết một cái nha, cái ông gì cũng đứng, ông Minh Dương mà ông hát một cái một mình không tỉ tê nữa thôi á. Bảo xiên ơi, đêm nay giữa canh trường cô liêu, ta gối đầu bên hòn đá xanh riêu. Dì cũng hát cho nghe. Cổng lên hơi giọng cổ rồi mình nghe mà mình muốn xuống phà, muốn chìm phà luôn á. Đó, có gì tấn à, mấy ông mà đi ăn xin á, bắt cái lò đó. Bảo xuyên ơi, anh sắp đem về bên kia miền qua cò, có trăng dài cô đơn, có gió ngàn nức nở, và có nỗi sầu tư đang dời dời nhớ thương về. Thầy thì chỉ có 1/10 của Minh Dương à. Mình nghe Minh Dương hát cái đó. Cái đó lại là gì? Mình bị ô nhiễm bởi thanh trần đó. Quý vị thấy không? Tâm mình bị ô nhiễm thanh trần. Hát cái đó động tâm. Nó động tâm mình. Tại sao mà trong giới Bát Quan Trai Đức Phật cấm là đờn ca múa hát, nghe ca múa hát là để động tâm. Động tâm sao thiền định được? Mà không thiền định được thì gây nghiệp ác không à. Tĩnh lặng, tĩnh lự, thiền thì mình mới nghiệp thiện nó phát sanh. Còn đó toàn gây nghiệp ác không? Động rầm rầm. Cái gì không? Nên đó, không phải hát mà động tâm, mà hát làm cho động tâm. Còn người nào mà hát không động tâm đó là cao thủ. Ví dụ như á, cái gì đó hát nhưng mà ta đi truyền pháp bằng cách hát, ví dụ như vậy đó. Không phải thầy ví dụ thôi chứ không phải truyền pháp bằng cách hát. Có nhiều tôn giáo người ta hát thánh ca, vì vậy không cũng hát gì, nhưng ta đâu có động tâm. Tâm ta rất là tôn kính, nhưng mà ở đây đang nói tới đờn ca múa hát, cái vui của thế gian nó làm động tâm. Chứ không phải nó hát động tâm làm mình cũng chấp. Vậy nhạc càng thác bà thiên đồ của chư thiên đó là sao? À, có hiểu không? Nên á, mình học mình hiểu pháp thì á, là mình sẽ liễu pháp. À, học hiểu pháp sẽ liễu được pháp. Có nghĩa là biết nó chứ đừng có chấp nó như vậy là như vậy là mình cũng sai luôn á. À, có gì? Chứ không phải làm thấy vậy là kết luận vậy nên là nó vậy đâu. À, thấy vậy kết luận vậy, nó vậy, nó không phải vậy. À, như vậy đây là khổ có tám cái khổ nè, ái biệt ly khổ nè, à, quán tán hội khổ, ghét nhau, gặp mặt nhau hoài, nhìn qua lại thấy ai ghét mà chùa nhập hoài, à, khổ không? À, rồi cầu muốn mà không được, muốn thì muốn đủ hết trơn, cái gì mình cũng muốn, gì cũng muốn, gì thấy khoái muốn là đâu, đi siêu thị biết không? Đứng là nhìn trầm trồ nhìn hoài không muốn đi là biết là đã muốn cái đó rồi đó. Được không? Đó, đức là cầu bắt đắc khổ. Còn ngủ ấm xí anh thổ là thân và tâm của mình, nó hành mình làm cho tâm mình nó rất là khổ. Phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, phải tắm, phải rửa, chư thiên ta đâu có cái đó đâu. Chư thiên đâu phải tắm, phải rửa, phải đi kiếm ăn, phải ăn, phải mặc, nó khổ với thân và tâm mình vậy đó. Nhưng chư thiên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ta không có, ở tại cõi trời ta không có. Ờ, quý vị mà cõi người mình phải có như vậy đó. Phải đi kiếm ăn, phải tắm, không tắm 3 ngày một cái coi, ngồi ngần người ta nghe cái mùi mốc không? Không? Rồi phải súc miệng, đánh răng, không đánh răng coi, nói chuyện cái nó văng vô mặt người ta cái coi. Quý vị, cái đó là sự thật hết á. Là trời thầy nói thấy ghê, đâu làm thử coi có ghê không? À, nên chúng ta thấy á, là đó bốn cái khổ thân và bốn khổ tâm. Nếu ai mà ngồi quán xét đó thường xuyên gọi là mình quán bát khổ đó, thì người đó được thánh trí khổ thứ nhất. À, nó là thánh trí. Tại sao được gọi là thánh trí? Tại mình quán nó, mình biết được bản chất của nó, mình xa rời nó, mình đoạn diệt nó thì mình sẽ điểu sanh thất tử, mình gọi là thánh trí. À, cái gì chứ không phải là tự nhiên đâu. Đó thánh trí thứ nhất. À, đây là khổ. À, khổ ta chia làm ba: hành khổ, hoại khổ, khổ khổ. Ví dụ gì? Nói chung là nó là khổ. Mình cái cảm giác nó khổ. Mà tại sao nó là khổ? Vì biết không? Là tại vì nó là vô thường, nó thay đổi. À, vô thường thay đổi nên gọi là khổ. Đức Phật dạy cái gì thay đổi thì cái đó vô thường, cái gì vô thường thì cái đó khổ, cái gì khổ thì cái đó vô ngã. Cái gì vô ngã là cái đó không có thực tướng, mà nó không có thực tướng thì người con Phật
phải 6 cái tệ tri thì người đó sẽ thoát được cái này. Đâu phải quán khổ này để làm chi? Quán để mình đi tới tệ tri mình đoạn diệt nè. À, vì có 6 cái tệ tri. Nhớ, thứ nhất, bây giờ mình trước khi đến đó đó, bắt đầu đầu tiên mình quán. À, quán xong á, mình mới thấy nó là thay đổi. Quán nó mới biết nó thay đổi. Mà nó thay đổi mới biết nó vô thường. Mà nó vô thường thì mình mới biết nó khổ. Mà nó khổ á thì mình mới biết nó vô ngã. Vô ngã là không có thực tướng á. Mình biết nó vô ngã là không thực tướng. Được tới đây chưa? Thì tới đây thì ta gọi là mình đang quán. Tất cả này thì đang gọi là quán nè. À, quán thì mình kết luận được đó. Và chúng ta sẽ có 6 cái tệ tri. Cái tệ tri thứ nhất á, nó không phải là tôi. Tại vì nó không có thực tướng, nó không có thật mà tôi cái gì ở đây? Nó không có thiệt mà tôi cái gì ở đây? Quý vị không? Phải chi nó thiệt đó thì đó là tôi, còn này không có thiệt là tôi cái gì? Đâu phải là tôi. À, không phải tôi. Cái thứ hai, không phải của tôi. Đây là mấy câu thần chú nghe nhớ nha, mà mình phải tác ý như vậy đó. Ba, không phải tự ngã của tôi. Không phải tự ngã của tôi. Không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Bây giờ ví dụ như mình quan sát cái ông chồng mình đi. Quán ổng có thay đổi không? Quán là phải nhìn ổng mà ổng xanh, ổng lão, ổng bệnh, ổng tử, ổng già nè. Hôm qua ổng đầu đen, giờ tóc ổng trắng nè. Hôm qua lưng ổng thẳng, giờ lưng ổng cong nè. Hôm qua ổng mà mạnh khỏe, giờ bể mà bù lon con tán nè. À, như vậy thì ổng có thay đổi không? Có. Vậy thì ổng có thay đổi, ổng có vô thường không? Vậy ổng có vô thường á thì có khổ không? À, có khổ, vậy ổng có thiệt không? Có thực tướng không? Ổng có giả tướng thôi, chứ mai mốt ổng cũng trở về các bụi không có thực tướng. Như vậy thì ổng không phải là của tôi. Ổng không phải là của tôi. Nên ổng làm gì làm, có dính dáng tới mình đâu mà mình khổ. Vì được cắt được kiết sử. Quý vị hiểu không? Cắt được kiết sử đối với ổng. Nên ổng có vợ bé, ổng làm vậy vô tư. Đó quý vị. Tại vì ta đã hiểu được như vậy rồi thì tâm mình được. Dĩ nhiên trong đời sống còn đạo lý thì mình sẽ thử đi đúng cái đạo lý. Nhưng thực sự trong lòng mình đã tháo ra được cái dây kiết sử đó rồi. Bể ai hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng siết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gom linh quệ cắt cái cục mau lòng phàm. Là chỗ này, vậy là chúng ta quán cái thứ hai là không phải của tôi. Thấy chưa? Như vậy là không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Tự ngã là gì? Tự ngã có nghĩa là một món ở trên mình á, gọi là tự ngã. Cái tay này là tự ngã của mình nè, là cái tay là của mình. Cái thân là tự ngã của mình. Cái buồn là tự ngã của mình, cái vui là tự ngã của mình, cái tham là tự ngã của mình, cái sân là tự ngã của mình, con mắt là tự ngã của mình, tóc là tự ngã của mình. Thì cái đó được gọi là tự ngã. Tự ngã tức là một món của thân và tâm trên mình thì gọi là tự ngã. Hoặc nhiều món. Thì đó được gọi là tự ngã. Còn tôi là gì? Tôi là phân biệt mình với người khác. Mình là gì? Là tứ đại, ngũ uẩn. Nhưng mà mình có nhìn tứ đại ngũ uẩn đâu. Mà mình nhìn người này khác với tôi. Người này hèn, tôi sang. Người này xấu, tôi đẹp. Thực ra thân mình tứ đại, thân tâm mình tứ đại ngũ uẩn. Thân người ta tứ đại, thân tâm người ta tứ đại ngũ uẩn. Nếu chúng ta nhìn như vậy thì có cái gì khác nhau không? Không có gì khác nhau không? Không có gì khác nhau, mất mình, vô ngã. Còn nhìn có cái khác nhau, chấp thủ uẩn. Chấp thì khổ đó. Nên Đức Phật nhìn gọi là Phật chi kiến, là cái nhìn của Đức Phật. Nhìn như thế nào? Nhìn chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng giác là gì? Là bình đẳng tất cả các pháp mà giác ngộ. Nhìn trên tứ đại ngũ uẩn. Đức Phật không nhìn người này giàu, người kia nghèo, người này bà la môn, người này sang hèn gì cả. Đức Phật nhìn trên tứ đại ngũ uẩn. Nên Ngài thương đều hết, Ngài độ đều hết. Chứ Ngài không có nói là ông này giàu tôi độ ông trước, ông này nghèo độ sao, không có chuyện đó. Mà tùy duyên thôi à. Ông nào tới duyên, ông này có khả năng đắc đạo bữa nay thì Đức Phật độ bữa nay. Ông kia có khả năng đắc đạo ngày mai thì Đức Phật gặp ngày mai. Hiểu không?
Vậy thì gặp trước gặp sau là do cái duyên của người ta, chứ không phải là gặp trước gặp sau là do ông này giàu, ông này nghèo, ông này làm vua, ông này bà con, là không phải. À, mà Đức Phật nhìn trên tứ đại ngũ uẩn nên mới gọi là chánh đẳng giác, là bình đẳng để giác ngộ tất cả các pháp. Mình không có bình đẳng đâu, gặp giàu sáp vô, gặp đẹp sáp vô, gặp nghèo đẩy ra, gặp xấu đẩy ra. À, có hiểu không? Tức là mình không có bình đẳng, nên mình cho mình với người khác nhau, nên được gọi là tôi. Bản ngã, thủ uẩn, chấp thủ uẩn, này khác với người kia. Thực ra khác với nhau cái gì? Không khác nhau gì cả, chỉ khác nhau cái nghiệp mà thôi. Nó khác nhau cái nghiệp. Người này trắng, người kia đen, là gieo nghiệp trắng đen. Mắt một mí, mắt hai mí, tướng cao, tướng thấp, tướng lùn, nhà giàu, nhà nghèo, à, học cao, học thấp, đó là nghiệp sai biệt. Nên nó sanh ra cái kiếp này mình hưởng những cái sai biệt. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác, nó lẫn lộn nhau để hưởng cái đó. Vì là nghiệp sai biệt mà thôi, chứ tất ra bản chất của thân và tâm là tứ đại ngũ uẩn. Giống nhau hết á. Nếu ai mà quán sát ngũ uẩn, quán sát tứ đại thường xuyên, thì chúng ta sẽ vô phân biệt pháp. Nên lúc đó chúng ta sẽ bình đẳng giới ở trong tâm của mình. Nên mình đến vô ngã, mình không còn chấp thủ uẩn của mình nữa. Không lẽ tứ đại này thương tứ đại kia? Không lẽ ngũ uẩn này thương ngũ uẩn kia? Nó vô lý phải không? Như vậy người ta quán sát thông về ngũ uẩn thì tự nhiên người ta không có thương cái ngũ uẩn kia, mà người ta thương cái chấp thủ uẩn. Tức là Phật và Bồ Tát thương cái chấp của mình, chấp thủ uẩn, nên mình khổ. Người ta thương cái mình chấp đó đó, nên ta độ cho mình hết chấp. Vậy thôi. Phật động lòng thương kiếp đọa đài, quá thân thành tiết bốn trời bay, quá qua sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Cái đắng cái cay đó là do mình chấp thủ, mình không biết nên mình chấp đắng cay. Nhưng khi mà độ cho mình đi đến chánh chi kiến rồi thì mình bớt cái đắng, à, cái cay đó đi. Nên bây giờ nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Nên chúng ta phát thêm ba cái tâm nữa. Là thứ nhất, à, là viễn ly nó. Thứ hai là đoạn diệt nó. Thứ ba là từ bỏ nó. Thì pháp này xuất ly, gọi là pháp xuất ly. Mà pháp xuất ly là pháp giải thoát. Nên muốn giải thoát phải phát sáu cái tâm này, à, mà muốn phát sáu tâm này mình phải quán. Khi quán nên ta gọi là thiền quán, à, quán nó mới có sáu cái đó. Chứ không quán thì làm sao biết nó được là cái gì. Mà khi quán sát được nó, mình thấy tánh sanh diệt của nó, mà sanh diệt của nó thấy được rồi thì nó vô thường. Nó vô thường, nó là khổ. Khi nó khổ rồi mình mới nói nó không phải là tôi, nó không phải là của tôi, nó, à, là không phải là tự ngã của tôi. Bây giờ ví dụ như vàng bạc, tất cả cái xung quanh mình, thậm chí cái thân của mình, mình quán thân đi, quán thân trên nội thân, quán thân trên thân. Như vậy khi chúng ta quán thân trên thân, chúng ta thấy cái gì? Thấy thân này nó sanh diệt, nó già, nó bệnh, nó chết, nó sanh diệt, thì là nó khổ, nó khổ, nó vô thường, nó khổ. Như vậy thân này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi, tin không? Mà cho thân mình là mình, là chấp thủ uẩn đó. Bây giờ thân mình nó vô thường, nó thay đổi, nó sanh diệt này nè. Nên chúng ta mới đi tới ba cái kết luận về thân, là bằng chánh chi kiến, là thân này không phải là tôi, thân này không phải là của tôi, thân này không phải là tự ngã của tôi, nó chỉ là bạn của mình mà thôi. Một ngày nào đó mình trả nó về cát bụi. Xong, mày đi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Nên nói với thân của mình đó, mình ca với thân của mình đó. Tại vì khi chết để hủ cốt rồi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, mình đi đâu? Tỳ nghiệp, có tu giảng sanh, có tu về cõi trời, có tu nhập niết bàn, không tu thì tù xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh, tu tu tù xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh trong tam đồ khổ. Còn xác thân mình trả về với tứ đại, đất trả về đất, gió trả về gió, nước trả nước, lửa trả về lửa, đó là thánh trí đấy. Chúng ta tuệ chi được gì, nó hết tham, hết tham, hết muốn gì. Nhưng mà hết tham, hết tham, hết muốn là gì? À, quý vị hiểu không? Giải thoát đó. À, như vậy thì mình cứ từ từ mình quán xét tu tập liên tục, nó giải thoát lần lần. À, nó xuất ly lần lần, nó xuất ly. À, quý vị, giống như lên một con thuyền, mà con thuyền nó chảy đây nè, thế nào chúng ta cũng phải ra tới biển mà thôi. Cứ lên đó đi thì nó sẽ, à, sẽ ra được tới biển. Như vậy đó được gọi là chánh chi kiến, biết được khổ uẩn. À, tập khởi đau khổ là do ái. Hồi nãy chúng ta đang nói đó, ái tập khởi của đau khổ. Nguyên nhân đau khổ là do ái. Nên có bốn cái dục nãy đó, mình đoạn bốn dục đó thì là người ta cắt được ái. À, rồi sau khi đoạn diệt ái, đoạn diệt của đau khổ, thì chứng đắc được niết bàn. Là cái khổ thứ ba, là chứng đắc được niết bàn.
Niết bàn là nơi không còn đau khổ, là khổ thứ ba. Con đường để đưa đến xuất ly tất cả đau khổ đó là bát chánh đạo. Học sao? Cái buổi đầu tiên của khóa đầu năm vô là học bát chánh đạo. Học bát chánh đạo. Khóa thứ hai mới học thất giác chi. Như vậy thì đầu năm vô học là ngày 2 tháng 2 năm Mậu Tuất, tức là 18 tháng 3. Năm mới học ngày 2 tháng 2. 2 tháng 2 Mậu Tuất âm lịch. 18 tháng 3. Cái này nó sai lịch thôi. Khóa thứ hai trở lên đúng lịch. Tại vì khóa này á là thầy phải đi bắt giảng chùa của Hòa Thượng trưởng ban, nên là tăng sai, nên nó trùng với khóa mình nên dời lại một tuần. Đó là cái qua Tết là tu, là khóa tu, khóa tu năm 2018 là 2 tháng 2 âm lịch, tức là 18 tháng 3. Rồi bây giờ á, là thứ nhất là chánh chi kiến, là biết rõ bốn cái khổ. Bát chánh đạo học sao? Đó được gọi là chánh chi kiến. Cái thứ hai nữa là thủ hộ sáu căn. Thủ hộ sáu căn. Bữa trước có 18 giới, mình học về phần này rồi. Thủ hộ sáu căn. Căn tiếp xúc với trần, mình chặn hai cái đầu của nó. Chặn gì? Chặn tham và sân. Đừng cho nó nổi tham, nổi sân lên. Là thủ hộ căn mắt, thủ hộ căn tai, thủ hộ căn lưỡi, thủ hộ căn thân, thủ hộ căn mũi, dần dần. Khi chúng ta nhìn, chúng ta nghe, thủ hộ hai cái, đừng có tham, đừng có sân. Nhưng nếu lỡ tham sân thì sao? Hãy ngồi lại quán sát chính nó. Quán sát nó là sanh ra này, thiền quán. Quán sát chính nó, thấy được thanh diệt của nó rồi, của tham, của sân rồi, mới quán sát ba cái kế tiếp. Thấy được ba cái kế tiếp rồi mới quán sát ba cái kế tiếp thì đoạn diệt được sân. Đó là chu trình đoạn diệt luôn một pháp bất thiện đấy. Dạ, có hiểu không? Thứ nhất là quán. Thứ nhất là quán. Thứ hai là cho nó không phải là tôi, phải là của tôi, phải tự ngã tôi. Thứ ba là diễn ly, đoạn diệt từ bỏ thì pháp đó nó sẽ mất. Kể cả sân, kể cả tham, kể cả ganh tị, kể cả ghen, kể cả ghét. Thầy sao con ghen quá trời ghen thầy. Đó bây giờ mình quán cái ghen là cái gì? Bắt đầu mình quán. Đó là thiền quán. Quán cái ghen là gì? Đi tới sáu pháp này sẽ đoạn diệt được tâm ghen. Dạ, hiểu không? Đó là đoạn diệt lậu hoặc. Đây, thủ hộ sáu căn, đoạn diệt lậu hoặc là không tham, không sân. Chánh duyên. Chánh duyên là né. Né tránh thì nó sẽ đoạn diệt được lậu hoặc. Né tránh là gì? Biết mình mê bài thì ở đâu có sòng bài đừng có lết tới. Biết mình ham ăn thì đừng có xuống bếp mà bóc đồ. Ở trên chánh điện không bao giờ ham ăn. Đây cái này nè. Biết mình có cái máu, có vợ bé thì đừng bao giờ nhìn mấy người đẹp. Không, cái này là thật đấy. Đây gọi là chánh duyên đó. Chánh né, chánh duyên. Tại vì mình biết tiếp xúc với cái này mình sanh ra ác pháp, nên chúng ta không tiếp xúc, chúng ta tránh, ta né. Mình dùng trí để mình lái con thuyền này nó qua chỗ khác. Chạy Honda Đa nè, đâu trên quận 4 rồi. Chạy xe Honda Đa. Mấy ông bạn rủ đi qua Campuchia chơi. Mấy ông đặng đánh bài ở bên ngoài không chịu đánh, đứng ngoài coi. Coi nguyên buổi. Tới mà mấy ông bạn đi ăn cơm, ở trong này ông đánh. Ông cái gì đánh ăn, ăn đâu 30 ngàn đô á. Ăn xong rồi đâu chịu nghỉ đâu. Đánh giết thua lợi tao cho mượn nữa, thiếu lợi đâu 200-300 triệu. Đâu cho về. Bắt lợi. Không ấy nó bán qua nước ngoài luôn. Do đó mà nhà phải đem tiền qua chuộc. À quý vị. Như vậy đó gọi là chánh duyên. Chúng ta không chánh duyên. Biết mê bài rồi mà vô sòng bài còn gì nữa. Quý vị, vô sòng bài casino á. Đem cơm tới chỗ. Đem đồ ăn tới chỗ. Không có tiền. Nó cho mượn tiền đánh luôn. Nó đàng hoàng ghê không. Nên ai không ham. Nhưng mà mượn tiền rồi phải trả. Không trả bắt. Tại vì mượn nó có camera quay hết à. Nó không ăn gian mình đâu. Anh hùng lắm không ăn gian đâu. Mà không trả thì tiêu à. Không trả chết à. Như vậy đó. Thì biết mê bài phải tránh bài đi. Mê cái đó sẽ sanh ra ác pháp. Nếu chúng ta biết mê cái đó sanh ra ác pháp thì chúng ta hãy tránh né. Thì cái ác pháp nó sẽ tự tiêu. Giống thịt nhưng không cho nó ăn, nó tự diệt. Gọi là tránh duyên đó.
nên mình tu tập mình tránh. Trong kinh Pháp Hoa phẩm An Lạc Hạnh, Đức Phật dạy là hãy tránh bạn ác gần bạn lành là chỗ đó đó. Tránh những cái ác mà gần những cái lành thì những cái gì nguyên nhân sanh ra từ ác, lậu hoặc sanh ra từ ác nó sẽ đoạn diệt. Phải hiểu không? Nên phải tránh, phải né. Chứ đừng có nói là tu rồi là sáp lá cà. Không có đâu à nghe, tu phải tránh phải né, đừng nói sáp lá cà vô. À, cho nó rời để tu mà phải đối diện sự thật rồi. Này ông Phật dạy nè chứ không phải thầy dạy, đừng có cãi. Đừng có đối diện sự thật, đối diện sự thật. Tại vì cái tâm mình còn yếu. Yếu mà ra gió có bị cảm không? Hỏi một câu coi. Yếu ra gió có bị cảm không? Vậy thì ra gió bắt buộc phải mặc áo lạnh. Trời, yếu ra gió đương đầu chứ sống gió. Đương ra cái một liệm liền. Biết liệm không? Liệm là vô hòm á. Chứ đừng nói đương đầu. Sống gió sao đương đầu? Né nó thôi. Nên đó quý vị, cái gì nó cũng có đúng của một khía cạnh nào đó thôi. Người ta cái gì phải đối diện sự thật mà tu. Mà quý vị, như vậy tất cả các cái mình phải đối diện. Không, không phải vậy đâu. Có cái phải chánh duyên là Đức Phật dạy nè. Có cái duyên. Vậy thì tại sao các vị tổ lại lên núi lên rừng mà tu? Tại sao không ở thị xã tu đi? Các ngài lên núi lên rừng rồi là khai sơn tạo tự ở trên đó. Ngài chánh duyên đó. Chánh duyên để đoạn lậu hoặc, chứ không phải chánh duyên để sợ chúng sanh. Không phải. Chánh duyên để đoạn lậu hoặc đó. À, quý vị, ta lên rừng ta tu có một mình, hành độc cư trên đó đó. Lên núi tu một mình, ở dưới này thiếu gì chỗ, mắc gì lên đó. Nhưng ta chánh duyên, hiểu không? Rồi giờ đoạn diệt. Đoạn diệt là gì? Thấy là đoạn, thấy là đoạn, thấy là quýnh, thấy là đập, thấy là quýnh, thấy là đập. Đó gọi là đoạn diệt. Tiêu diệt là tiêu diệt cái gì? Tiêu diệt cái lậu hoặc nè. Nãy chánh duyên để đoạn lậu hoặc, thủ hộ đoạn lậu hoặc, chánh chi kiến đoạn lậu hoặc. Mà là lậu hoặc là gì? Là dục mà lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Mà ba cái ông này là nguyên nhân để kích thân khẩu ý tạo nghiệp. Hiểu không? Như vậy trong đó có cái đoạn diệt. À, vậy đoạn diệt là gì? Nhìn thấy tham không? Chặt liền tại chỗ đó, chặt tham liền tại chỗ đó. Nhìn thấy sân chặt liền, nhìn thấy ái chặt liền. Nhìn thấy ham chặt liền, nhìn thấy thích chặt liền. Nhìn thấy ganh tị chặt liền. Bây giờ dù thấy ta hơn mình ganh tị không? Vừa nổi ganh tị tác ý chặt cụp liền. Tức cho mày chết. Ganh tị hả? Ganh tị nhiều đời nhiều kiếp dẫn đi sanh tử luân hồi thì khổ đau nhiều quá rồi. Giờ chặt cốp 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 là đoạn diệt, nghĩa là vậy đó. Không có dung dưỡng, không có chịu. Xưa nay chịu rồi, bây giờ không chịu nữa. Sanh tử nhiều đời nhiều kiếp rồi ấy ơi. Bây giờ không chịu nữa, nổi lên là cắt, nổi lên là cắt, nổi lên cắt. Nên là cái này chính là tịnh chỉ tưởng hành nè. Tịnh chỉ tưởng hành, nổi lên là cắt, đoạn diệt. Hành là suy nghĩ. Hình ảnh nổi lên, cụp hình ảnh. Suy nghĩ nổi lên, cụp hình ảnh. Đó người ta thiền định đó. Đâu có gì người ta đi, đoạn đứng đây người ta buông xả ra. Ta tịnh chỉ hết. À, như vậy là đoạn diệt. Nổi lên, đoạn diệt, nổi lên, đoạn diệt, nổi lên, đoạn diệt. Biết đoạn được cũng tắc ý đoạn. Đâu có gì, còn mình không tắc ý chứ mình chiều theo nó. Nổi sân lên cái gắt dao gượt người ta, có đoạn gì đâu. Đâu có gì. Tham cái đi ăn cắp ăn trộm. Nổi sân cái chửi mắng người ta, lấy dao được người ta. Như vậy đâu phải đoạn gì đâu. Này đoạn diệt nghĩa là cắt liền tại chỗ nó. À, cắt tâm tham, tâm sân, tâm giận, tâm hờn. Nó nổi lên cắt, nổi lên cắt. Mà sao biết nó nổi lên? Quán tâm chính tâm, tứ niệm xứ. Quán tâm chính tâm, thấy nổi lên. Sân biết sân, buồn biết buồn, vui biết vui, giận biết giận. Quán tứ niệm xứ. À, thứ năm, kham nhẫn. Chịu đựng của tâm. À, kham nhẫn, cái tâm mình chịu được. Chịu đựng được. Cái tâm nha, tâm chịu được. Tâm không chịu được, tâm chịu được. Kham nhẫn. Được tới khi nào? Tới khi thành Phật thì thôi. Cái chữ nhẫn trong nhà Phật. Nhẫn cho đến khi thành Phật, tức là tâm chịu đựng được tất cả các hoàn cảnh, nghịch cảnh, thuận cảnh, không thuận không nghịch, đều chịu đựng được. Đây gọi là kham nhẫn.